Nguồn tin của thanh niên cho biết, gia đình quyết định đưa thi hài Phi Nhung đi hỏa táng sau gần 2 tuần kể từ khi cô qua đời. Nữ ca sĩ Phi Nhung đột ngột qua đời, để lại nhiều sự tiếc thương cho khán giả yêu mến giọng ca của cô. Đây là cú sốc lớn đối với con gái của Phi Nhung là Wendy Phạm. Con gái ruột nữ ca sĩ từng bày tỏ mong ước mang thi hài Phi Nhung về Mỹ, dù biết đây là một hành trình gian nan. Tuy nhiên, đến sáng nay ngày 8 tháng 10, gia đình quyết định đưa thi thể Phi Nhung đi hỏa táng và mang cho cốt sang Mỹ. Trước đó có tin đồn cho rằng linh cữu của Phi Nhung đã được đưa lên máy bay về Mỹ. Tuy nhiên, gia đình của nữ ca sĩ phủ nhận thông tin này. Bên cạnh đó, chúng tôi đã liên hệ với một nhà quan tại Mỹ để tìm hiểu thủ tục đưa thi hài người quá cố mất vì COVID-19 từ nước khác. Chia sẻ về vấn đề này, anh Tuấn Nguyễn, chủ nhà hàng quán Thiên An Môn Staten, bang California, Mỹ, cho biết các thủ tục cũng như chi phí nếu muốn đưa thi hài từ Việt Nam sang Mỹ. Nếu gia đình muốn đưa Phi Nhung về Mỹ thì phải giữ thi hài của cô ấy trong phòng lạnh, sau đó sắp xếp một cơ sở mai táng ở Việt Nam để xin phép thủ tục giấy tờ. Bước thứ nhất là giấy tờ khai tử, bước thứ hai là giấy tờ kiểm định và hải quan, bước thứ ba là ai đứng ra để ướp xác. Bước thứ tư là xin giấy tờ của Tòa Đại sứ Mỹ, đồng thời cho biết là thi hài đó sẽ được chôn cất ở đâu tại Mỹ. Và bước thứ năm là sắp xếp hãng máy bay. Đây cũng là quy trình vận chuyển linh cữu của nghệ sĩ trí tài, anh Tuấn Nguyễn cho biết. Ngoài ra, người này cũng khẳng định chính phủ Mỹ kiểm tra rất gắt gao về các giấy tờ liên quan đến kiểm định để đảm bảo thi hài không bị nhiễm các bệnh như S, ho lao, COVID-19. Nếu trong trường hợp mất vì các căn bệnh này thì sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ. Ngược lại, người này còn cho hay nếu các giấy tờ hợp lệ thì các thủ tục sẽ được thực hiện rất nhanh chóng, có thể hoàn thành trong vòng một ngày. Tuy nhiên, điều khó khăn nhất là tìm chuyến bay vì hiện nay không còn nhiều hãng máy bay thực hiện dịch vụ này. Hoặc nếu gia đình có điều kiện thì có thể thuê một chuyên cơ riêng để bay về Mỹ. Nói thêm về mức chi phí trong trường hợp chuyển thi hài từ Việt Nam sang Mỹ, chủ nhà quán Thiên An Môn cho biết nếu có khác thì khác về tiền vé máy bay chứ không khác về mặt giấy tờ. Ngày xưa nếu chi phí để đưa linh cữu sang Mỹ là 2.000 đô la, thì với tình hình hiện tại có thể lên tới 6.000 đô la hoặc thậm chí là 10.000 đô la. Trong chương trình tưởng niệm Phi Nhung tại Mỹ, MC Kỳ Duyên hé lộ khoảnh khắc cuối đời của giọng ca Bông Điên Điển. Sáng ngày 8 tháng 10 theo giờ Việt Nam, chương trình live stream tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung được tổ chức tại Mỹ. Dẫn dắt chương trình là MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và bà Marito, Giám đốc Trung tâm Âm nhạc Thúy Nga. Đáng chú ý trong chương trình, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bất ngờ tiết lộ về khoảng thời gian trước khi Phi Nhung qua đời. Cô tâm sự, một trong những yếu tố khiến Phi Nhung suy sụp là do stress. Những tháng trước khi mất, cô ấy rất stress vì dư luận ở ngoài. Khi cô ấy đến nói với tôi bảo rằng em là nghệ sĩ, tốt nhất đừng bao giờ đọc báo. Mình cứ làm những gì đúng với cái tâm của mình, không cần trả lời ai cái gì. Nghe xong, Phi Nhung chọn cách im lặng không đôi co. Cô nói thêm, nhưng cô ấy vẫn bị stress. Cô ấy stress không phải do những gì mà anti fan nói. Stress là do sợ fan nghĩ sai về mình, sợ ảnh hưởng đến con. Tất cả những điều đó làm cô thấy stress. Cô ấy rất sợ những người thương mình nghe thông tin trái chiều. Kỳ Duyên cho biết, cô rất quý Phi Nhung khi hay tin nữ ca sĩ lăn xả làm từ thiện. Thấy giọng ca Bông Điên Điển chăm tập thể dục, có ngày tận 2 tiếng, nên cô rất tin tưởng vào sức khỏe của mẹ Wendy. Tuy nhiên, sau khi nhiễm bệnh, bệnh tình của Phi Nhung ngày càng đi xuống. Phía Kỳ Duyên cũng cho biết Phi Nhung là người mộc mạc, có sao nói vậy. Ngoài đời cô rất gần gũi thân thiện và luôn giúp đỡ đồng nghiệp. Sự ra đi của nữ ca sĩ là mất mát lớn trong showbiz. Ngoài ra, bà Marito, CEO của Trung tâm Âm nhạc, còn chia sẻ giọng ca Bông Điên Điển đã nôn nóng ngày gặp cháu ngoại. Phi Nhung rất là mong muốn về để thăm đứa cháu ngoại. Bây giờ thằng bé đã 7-8 tháng rồi, nó rất dễ thương. Nhưng sau đó dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh căng thẳng nên ca sĩ Phi Nhung đã gác lại chuyện riêng của mình, quyết định ở lại giúp đỡ những người dân khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19. Thông tin này khiến cho người hâm mộ càng thêm yêu quý và xót xa, thương tiếc cho tấm lòng nhân hậu của Phi Nhung. Phi Nhung từng cho biết cô hoàn toàn không có ý định kết hôn, lấy chồng như bao phụ nữ khác. Cô khẳng định mình đã trải qua rất nhiều cuộc tình, đã đi qua cái tuổi mộng mơ về một đám cưới lung linh lãng mạn. Nữ ca sĩ cũng kể lại những lần con gái ruột hỏi cô vì sao không lấy chồng. Nữ ca sĩ chỉ trả lời rằng, mẹ muốn ở vậy nuôi con ăn học ra trường, vì mẹ không thể chia sẻ tình cảm cho ai được. Mẹ đã dành hết tình cảm cho con và các em con ở Việt Nam.
Trong lần chia sẻ với chúng tôi trước đây, giọng ca gốc Pleiku kể, dù đã trải qua nhiều mối tình sâu đậm, gặp qua nhiều người yêu thương mình, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy yên tâm về cuộc sống lứa đôi, lại lo lắng bản thân sẽ không làm tốt vai trò của một người vợ. Đó là lý do cô quyết định sống độc thân cho tới giờ. Mỗi khi nhắc tới chuyện tình cảm của Phi Nhung, người ta cũng chỉ biết đến chuyện tình hát giả yêu thật của cô và Mạnh Quỳnh. Trong live show của Mạnh Quỳnh cách đây không lâu, MC Kỳ Duyên đã lên tiếng vạch trần Phi Nhung từng nảy sinh tình cảm với bạn diễn. Tuy nhiên, tình cảm của nữ ca sĩ lại không đi đến đâu vì Mạnh Quỳnh chỉ xem cô như một người em thân thiết. Anh cũng chưa bao giờ để mối quan hệ của cả hai tiến xa đến tình yêu. Ngoài ra, cô cũng từng gặp không ít chuyện trắc trở với những người đàn ông theo đuổi mình. Trước đây có nhiều người vì ngưỡng mộ giọng hát của tôi nên yêu tôi đến mức si tình, nhưng khổ nỗi họ đều có vợ con nên tôi không muốn chen ngang làm người thứ ba, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Thế nhưng tôi càng từ chối thì họ càng tìm cách thuyết phục, thậm chí là khống chế hăm dọa, nữ ca sĩ chia sẻ trong một lần phỏng vấn. Phi Nhung kể cách đây vài năm, cô từng được một đại gia Hà Nội theo đuổi như hình với bóng. Cô hát ở đâu, anh cũng đi theo và có mặt ở đó. Khi thấy những người đàn ông khác lên sân khấu tặng hoa cho Phi Nhung, thì người này lại ra sức ngăn cản, làm khó khiến nữ ca sĩ sợ hãi. Chưa kể khi giọng ca Bông Điên Điển quyết định về Việt Nam, ca hát có không ít đại gia từng liên hệ đòi chu cấp tiền bạc, giúp cô kinh doanh làm ăn, nhưng nữ ca sĩ cũng thẳng thừng từ chối. Tôi sợ đại gia lắm, ở đời chẳng ai cho không ai thứ gì. Họ cho mình cái này, ngược lại họ đòi hỏi mình thứ khác. Tôi không muốn mình trở thành con rối trong tay của những người lắm tiền nhiều của, nữ ca sĩ khẳng định. Sau từng đấy năm, độc thân đã có lúc Phi Nhung đã nghĩ đến ý định đi tu. Tuy nhiên, vì vẫn muốn đứng trên sân khấu để biểu diễn và chăm lo cho 21 con nuôi, cô tạm thời gác lại ý định này. Thay vào đó, nữ ca sĩ dành trọn cuộc sống của mình cho xã hội. Toàn bộ tài sản, của cải đều dùng làm từ thiện và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, thay vì lấy chồng hay xây nhà cao cửa rộng cho riêng mình. Suốt hơn 2 thập kỷ hoạt động trong làng giải trí, Phi Nhung rất hạn chế chia sẻ về chuyện đời tư. Chính vì điều này, ít ai biết được nữ ca sĩ còn có một cô con gái, năm nay đã 29 tuổi, đang làm y tá tại Mỹ. Vốn là người kín tiếng nên những thông tin hiếm hoi về chồng cũ của Phi Nhung khiến cho nhiều người tò mò. Thời điểm năm 2017, khi Phi Nhung công khai con gái ruột, trên mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn bố của Wendy chính là ca sĩ Mạnh Quỳnh. Để không làm ảnh hưởng đến danh dự của người đồng nghiệp, Phi Nhung đã phải lên tiếng khẳng định con gái không hề có quan hệ gì với Mạnh Quỳnh. Bố của Wendy là một người đàn ông hiền lành tốt bụng. Đáng nói, Phi Nhung quyết giấu hết mọi thông tin về người cũ suốt nhiều năm qua. Đến nay công chúng vẫn không hề biết bố ruột của Wendy là ai. Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 2017, một người thân cận nhất của Phi Nhung đã có chia sẻ hiếm hoi về gia đình của nữ ca sĩ. Cha của bé Wendy là người Việt Nam và vẫn dành sự quan tâm của một người cha cho con. Phi Nhung luôn nói với con rằng mẹ không có cơ hội có được cha và được cha quan tâm, nhưng con thì phải có. Và bao nhiêu năm qua, tuy không ở cùng nhau nhưng chưa bao giờ cô bé bị thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Còn về chu cấp kinh tế thì Phi Nhung chưa bao giờ cần đến điều đó vì cô ấy đủ sức để lo cho con gái. Tôi chỉ có thể nói được chừng ấy thôi. Nói về lý do quyết giấu con ruột suốt thời gian dài, Phi Nhung từng chia sẻ muốn con có cuộc sống bình yên, một cuộc sống của một người bình thường. Phi Nhung cũng rất hạn chế nhắc về chồng cũ cũng như chuyện tình cảm trước công chúng. Cô từng trải lòng, nhiều lúc con hỏi mẹ sao mẹ không lấy chồng. Vì mẹ muốn ở vậy nuôi con ăn học ra trường, vì mẹ không thể chia sẻ tình cảm cho ai được. Mẹ đã dành hết tình cảm cho con và các em con ở Việt Nam. Bao năm nay mẹ luôn nghĩ về con để sống. Con đã chịu hy sinh xa mẹ, sống một mình tự lập. Một cô bé có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng chia sẻ tình mẹ cho các em mồ côi thiếu may mắn, để các em được gọi một tiếng mẹ và xem là các em của con. Khi có điều kiện khá hơn, Phi Nhung nhận những đứa trẻ mồ côi làm con nuôi. Chị vốn không có cha, mẹ mất sớm, sống những tháng năm lạnh lùng, tình yêu thương suốt thủa ấu thơ. Nên, hơn ai hết, chị muốn các bé mồ côi có mẹ, biết niềm hạnh phúc khi có mẹ là thế nào. Chị nhận 10 rồi 18, 20, đến nay là 23 cháu nhỏ. Có một ý kiến đánh giá về Phi Nhung khá đúng là đa mang. Dù áy náy với con gái ruột Wendy Phạm, chị vẫn không buông bỏ giấc mơ cứu người giúp đời mà chị đã mang trong lòng từ thời trẻ. Chị không nỡ lướt qua những đứa trẻ mồ côi, những người nghèo khó và làm mọi thứ xem như nghiệp của mình. Ngấp nghé tuổi 50, Phi Nhung không mong cầu đột phá gì trong sự nghiệp và danh tiếng nữa. Con gái chị đã có thể tự đi bằng đôi chân của mình trên đường đời. Cuộc sống chị xoay quanh đi hát, nuôi dạy con, làm từ thiện và tu tập Phật Pháp. Những tưởng được sống bình dị như mình hằng mong, một sự kiện xảy ra khiến chương cuối cuộc đời của Phi Nhung phải viết lại.
Sau khi một người phao tin đồn về một nhân vật được suy diễn là Phi Nhung, chị như mất tất cả sau một đêm. Không có một cuộc điều tra, không có minh chứng hay sự xác nhận nào. Người trong cuộc liên tục xin được yên, Phi Nhung vẫn bị đấu tố và kết tội. Người trẻ không biết chị là ai, khán giả của chị nay đã ở cái tuổi, không còn la cà mạng xã hội nữa. Vì thế mạng xã hội suốt thời gian đó như khối thông tin xấu độc, tiêu cực khổng lồ mà hầu hết là mũi dao một chiều nhắm vào phía chị. Phi Nhung từng nói, thời gian sẽ chứng minh tất cả, sự thật sẽ được phơi bày. Nhưng liệu chị có đủ thời gian để chứng kiến khi trong vỏn vẹn một tháng nhập viện vì dương tính với Covid-19, chị đã chốt hơi thở cuối cùng. Khoảng năm 2004 đến 2005, tin giả Phi Nhung qua đời từng làm dậy sóng khán giả trong nước, nhất là các tỉnh và huyện xa. Chiếc CD cắt ghép từ một video ca nhạc của chị khiến bao người rơi nước mắt. Hôm 28 tháng 9, khi Phi Nhung thực sự rời cõi tạm, mạng xã hội lại cuồn cuộn những chia sẻ đồng cảm, xót thương như đúng cách mà dòng chảy thông tin tiêu cực về chị trước đó. Hiện giờ ai khiến Phi Nhung nên nông nỗi hay sự thật về những tin đồn không còn quan trọng nữa. Chị cũng không có cách nào tự thanh minh cho mình. Những tâm tư còn chịu nặng, những lời chưa kịp nói ra, có lẽ danh ca đã mang theo về thế giới bên kia. Và với dòng chảy thông tin của mình, mạng xã hội sẽ lắng từ khóa Phi Nhung sau 2-3 ngày nữa. Những người dùng mạng từng cay độc mắng chửi chị rồi chia buồn khi chị ra đi sẽ tiếp tục một trào lưu mới. Riêng với người hâm mộ Phi Nhung, một vì sao trên bầu trời nghệ thuật vừa tắt, họ chắc chắn ghi nhớ vì sao Phi Nhung tỏa sáng ở vị trí ấy và cách chị làm bầu trời nghệ thuật thêm lung linh. Chị vẫn vinh hiển, không ai có thể phủ nhận sự vinh hiển ấy với họ. Trong rất nhiều ca khúc hay Phi Nhung từng hát, bài Giấc mơ cánh cò phảng phất hình ảnh của chị. Nhất là thời mới nổi, chị luôn mặc chiếc áo dài trắng đi hát và lời hát như khúc hát tiễn biệt nữ danh ca. Bài hát Tiễn em qua cánh đồng, bài hát đã bao năm không thể quên, bài hát đến hôm nay không thể quên, cánh cò với giấc mơ nay còn đâu. Khoảng thập niên 1990, sự xuất hiện của cô ca sĩ giống Tây, chuyên mặc áo dài, hát dân ca, quê hương ngọt lịm như một hiện tượng làng nhạc. Thời điểm đó, môi trường Internet hoàn toàn khác hiện tại, lượng thông tin vô cùng ít ỏi, càng không có mạng xã hội. Không ít khán giả còn tưởng Phi Nhung là Tây thật, đâu biết đó là một cô gái con lai mẹ Việt bố Mỹ, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Pleiku. Nổi tiếng trong bối cảnh thập niên 1990, đồng nghĩa với sự thành danh của Phi Nhung là hữu cơ, tức chị hát hay, khán giả mê, đĩa bán thật nhiều mới thành danh. 4 năm từ 1994 đến 1998, Phi Nhung tự tiếp thị bán đĩa mà 15 CD in bao nhiêu thì bán sạch bấy nhiêu, được báo giới gọi là nữ hoàng băng đĩa. Đầu năm 2000, sự nổi tiếng của Phi Nhung vút lên như Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh và Trường Vũ làm tứ trụ của làng nhạc hải ngoại. Sức hút của dòng bolero, dân ca quê hương vì thế mà tăng mạnh, bất chấp sự phát triển như vũ bão của tân nhạc thể hiện qua trào lưu làn sóng xanh trong nước. Nhiều người nói đời Phi Nhung vinh hiển, nhưng để vinh hiển, nữ ca sĩ từng bước đi trên đoạn đường đầy đau đớn và nước mắt. Phi Nhung bất hạnh từ nhỏ, đó là tuổi thơ không có bố, mẹ mất sớm. Một mình nuôi em nhỏ, trong những phút phương xa cha nào có hay, mà chiều nay con dỗ mẹ nơi này. Nhớ mẹ Lý mồ côi, nhạc sĩ Trương Quang Tuấn viết về đời Phi Nhung. Tuổi 17, Phi Nhung một mình sang Mỹ làm công nhân mưu sinh, mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng. Tuổi 20, chị trở thành mẹ đơn thân. Phi Nhung luôn ý thức mình là người hát, may mắn được khen hay, còn ngoại hình thì không hề đẹp. Thực tế giọng hát của nữ ca sĩ không xuất sắc nhưng lạ mà người nghe nhắm mắt vẫn biết là chị hát. Cũng có thể do đời nhiều đau thương mà giọng hát của chị luôn nghe như sắp khóc một cách tự nhiên. Vì ý thức rõ bản thân, Phi Nhung không màng sĩ diện hão. Chị tự thu, tự in đĩa, tự tiếp thị bán đĩa cho mình. Chị kiên trì gửi các bản thu của mình cho một trung tâm ca nhạc lớn ở hải ngoại trong 7 năm mới có hợp đồng chính thức. Khi có điều kiện khá hơn, Phi Nhung nhận những đứa trẻ mồ côi làm con nuôi. Chị vốn không có cha, mẹ mất sớm, sống những tháng năm lạnh lùng tình yêu thương suốt thủa ấu thơ. Nên hơn ai hết, chị muốn các bé mồ côi có mẹ, biết niềm hạnh phúc khi có mẹ là thế nào. Chị nhận 10 rồi 18, 20, đến nay là 23 cháu nhỏ. Có một ý kiến đánh giá về Phi Nhung khá đúng là đa mang. Dù áy náy với con gái ruột Wendy Phạm, chị vẫn không buông bỏ giấc mơ cứu người giúp đời mà chị đã mang trong lòng thời trẻ. Chị không nỡ lướt qua những đứa trẻ mồ côi, những người nghèo khó và làm mọi thứ xem như nghiệp của mình. Ngấp nghé tuổi 50, Phi Nhung không mong cầu đột phá gì trong sự nghiệp và danh tiếng nữa. Con gái đã có thể tự đi bằng đôi chân của mình trên con đường đời.
Cuộc sống của chị xoay quanh đi hát, nuôi dạy con, làm từ thiện và tu tập Phật Pháp. Những tưởng được sống bình dị như mình hằng mong, một sự kiện xảy ra khiến chương cuối cuộc đời Phi Nhung phải viết lại. Sau khi một người phao tin đồn về một nhân vật được suy diễn là Phi Nhung, chị như mất tất cả sau một đêm. Không có một cuộc điều tra, không có bất minh chứng hay sự xác nhận nào. Người trong cuộc liên tục xin được yên, Phi Nhung vẫn bị đấu tố và kết tội. Người trẻ không biết chị là ai, khán giả của chị nay đã ở cái tuổi không còn la cà mạng xã hội nữa. Vì thế mạng xã hội suốt thời gian đó như khối thông tin xấu độc, tiêu cực khổng lồ mà hầu hết là mũi dao một chiều nhắm về phía chị. Phi Nhung từng nói thời gian sẽ chứng minh tất cả, sự thật sẽ được phơi bày. Nhưng liệu chị có đủ thời gian để chứng kiến khi trong vỏn vẹn một tháng nhập viện vì dương tính COVID-19, chị đã chút hơi thở cuối cùng. Khoảng năm 2004 đến 2005, tin giả Phi Nhung qua đời từng làm dậy sóng khán giả trong nước, nhất là các tỉnh huyện xa. Chiếc CD cắt ghép từ một video ca nhạc của chị khiến bao người rơi nước mắt. Hôm 28 tháng 9, khi Phi Nhung thực sự rời cõi tạm, mạng xã hội lại cuồn cuộn những chia sẻ đồng cảm, xót thương như đúng cái cách dòng chảy thông tin tiêu cực về chị trước. Tính đến thời điểm hiện tại, Phi Nhung đã hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm và có chỗ đứng nhất định trong showbiz Việt. Nổi tiếng nắm chùm dòng nhạc bolero nên Phi Nhung thường xuyên được mời đi diễn ở nhiều sự kiện lớn, đám tiệc tại Việt Nam và nước ngoài với mức cachet cao chót vót. Theo một số nguồn tin, cachet của Phi Nhung cũng không hề nhỏ. Trong một đám cưới ở Hà Tĩnh, Phi Nhung nhận lời mời biểu diễn với mức thủ lao lên đến 10.000 đô la. Thậm chí vì quá mến mộ cô, gia chủ không ngần ngại tặng cho giọng ca sinh năm 1970 bức tượng gỗ trị giá 5.000 đô la, tương đương gần 115 triệu đồng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng minh Phi Nhung là nghệ sĩ danh tiếng và có thu nhập khủng trong showbiz Việt. Không chỉ đi hát kiếm tiền, những năm gần đây, nữ ca sĩ là một trong những gương mặt thân quen trên sóng chương trình với khán giả. Cô xuất hiện trong vai trò đa dạng như người chơi, cố vấn chương trình, ban giám khảo. Với sức ảnh hưởng khủng trên mạng xã hội cũng như sở hữu lượng fan lớn đủ mọi lứa tuổi, nên nhiều người cho rằng muốn mời được Phi Nhung, nhà sản xuất phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Ngoài ra, Phi Nhung thành công trong công việc kinh doanh. Cô làm chủ nhiều nhà hàng chay tại thành phố Hồ Chí Minh, kiếm được nhiều tiền nhưng cô không bao giờ vun vén gì cho bản thân. Tôi nói thật, suốt vài chục năm qua, tôi đi làm kiếm được rất nhiều tiền chứ không phải ít, nhưng đến giờ vẫn chẳng có đồng nào trong tay. Đây là lời thú thật của giọng ca trữ tình khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Mới đây, một đoạn trích chương trình Chuyện Ngại Nói với phần tham gia của ca sĩ Phi Nhung cũng đã thu hút sự chú ý và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong video được đăng tải, giọng ca Bông Điên Điển bất ngờ tiết lộ với siêu mẫu Xuân Lan về tình trạng trắng tay sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật của mình. Cụ thể, Phi Nhung cho biết: "Tôi nói thật, suốt vài chục năm qua, tôi đi làm kiếm được rất nhiều tiền chứ không phải ít, nhưng đến giờ vẫn chẳng có đồng nào trong tay. Nhiều người hỏi không biết tiền tôi kiếm đi đâu. Đơn giản là tôi đầu tư hết tiền vào các con nuôi của mình rồi. Nhưng tôi nhìn lại vẫn thấy mãn nguyện, vì giờ 7-8 đứa con nuôi của tôi đã lớn hết rồi." Nhắc đến cái tên Phi Nhung, khán giả sẽ nghĩ ngay đến giọng ca trữ tình ngọt ngào, da diết của cô. Nổi tiếng cả ở trong nước lẫn hải ngoại, Phi Nhung là một trong những ca sĩ rất đắt show. Và Phi Nhung chưa bao giờ khoe khoang hay phô diễn về những tài sản mình đang sở hữu. Cô có một cuộc sống vô cùng giản dị, tập trung hết tâm trí vào việc nuôi dưỡng các con và làm thiện nguyện. Duy nhất một lần, Phi Nhung chia sẻ về hình ảnh ngôi nhà của mình tại Mỹ. Sự giản dị của ngôi nhà khiến rất nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ. Đồ đạc trong nhà được bài trí ngăn nắp, không quá cầu kỳ, kiểu cách. Mọi thứ đều mang hơi hướng cổ điển, truyền thống thay vì hiện đại, hào nhoáng. Cũng giống như nhiều nghệ sĩ khác, thời gian này Phi Nhung gặp khó khăn trong vấn đề tài chính do dịch Covid-19. Các sân khấu đóng cửa, chương trình giải trí bị hoãn quay, nhà hàng cũng dừng hoạt động. Một người thân của nữ ca sĩ kể lại, trước khi dương tính với SARS-CoV-2, cô dặn Phi Nhung cẩn thận khi ra ngoài làm từ thiện, bởi ca sĩ chưa tiêm vaccine. Cô khuyên nữ ca sĩ về Mỹ sớm, nhưng Phi Nhung muốn ở lại, tham gia các hoạt động thiện nguyện. Phi Nhung còn nói, chị đừng lo, em cẩn thận lắm. Hai chị em đã bàn chuyện khi Phi Nhung về Mỹ sẽ làm show gây quỹ để lấy tiền mua máy thở ủng hộ bệnh viện nhiệt đới. Người này cho biết, trước khi mắc Covid-19,
Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhớ ca sĩ mắc Covid-19 vì có tiếp xúc gần với vài ca F0. Vì dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn ở Mỹ vào ngày 22 tháng 8. Trắng tay sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ cũng từng khẳng định: "Tôi không có tài sản để lại. Trong đầu tôi từ xưa đến giờ chưa từng nghĩ phải để lại tài sản gì cho con tôi. Tôi chỉ để lại tri thức cho con mình. Tôi làm ra tiền, tôi cho các con đi học. Khi các con ra trường, các con tự đi làm kiếm sống." Mặc dù có kinh tế ổn định, nhưng nhà riêng của Phi Nhung ở Mỹ và tại Việt Nam gây bất ngờ vì không xa hoa, sang chảnh như nhiều nghệ sĩ khác. Cơ ngơi của Phi Nhung và con gái Wendy ở Mỹ có diện tích rộng rãi, tuy nhiên nội thất bên trong lại rất đơn giản theo kiểu nhà truyền thống, tạo cảm giác ấm cúng. Ngoài ra tại Việt Nam, Phi Nhung cũng xây dựng một căn nhà ở Bình Phước, làm nơi nuôi dạy 23 người con nuôi. Nữ ca sĩ đã xây dựng một ngôi nhà tại tỉnh Bình Phước để làm nơi thuận tiện nuôi dưỡng các con của mình. Hầu hết các con của Phi Nhung đều được học tập và dạy dỗ rất tốt. Một vài bé còn được mẹ nuôi mở đường cho hoạt động nghệ thuật. Hôm nọ dượng tôi mất, các con trai nuôi của tôi đều mặc áo hòa thượng tới đám tang để làm lễ thọ giới trì tụng. Tôi ngồi nhìn đứa nào cũng lớn mà mừng, tự nhủ: "Trời ơi, đứa nào cũng to lớn thì ra tiền của mình trong này hết rồi." Tôi nghĩ những đồng tiền mình làm ra đều bỏ hết cho các con nuôi và thành quả nhận được bây giờ là xứng đáng. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Mặc dù thường xuyên nói lời yêu thương và kể cận chăm sóc con nuôi, nhưng Phi Nhung từng khiến con gái ruột tủi thân vì bị mẹ không thừa nhận trên sân khấu. Trong một buổi giao lưu cùng khán giả vào năm 2017, Wendy, con gái ruột của Phi Nhung, hiện đang sống ở Mỹ đã thổ lộ: "Năm tôi mười mấy tuổi, mẹ bắt đầu nuôi mấy em nhỏ. Có lần mẹ lên sân khấu và nói với khán giả rằng mẹ sẽ sống như vậy hoài, không lấy chồng và không sinh con. Lúc đó tôi ngồi dưới, tự dưng tôi bật khóc và cảm thấy rất buồn. Nhưng khi được chứng kiến tận mắt việc mẹ và các sư cô chăm sóc cho các em, tôi hiểu và không còn buồn nữa. Tôi còn cảm thấy vui vì mẹ đang làm một việc tốt." Nói về lý do giấu kín bưng con gái suốt gần 20 năm, Phi Nhung từng cho biết: "Bao năm qua mẹ lặng lẽ nuôi con khôn lớn vì lời hứa với con. Con nói con muốn có một cuộc sống bình yên, một cuộc sống của một người bình thường, nên mẹ đã tôn trọng sự lựa chọn của con. Nhưng hôm nay mẹ tự hào muốn khoe với khán giả về cô thủ khoa của mẹ." Từ cuối năm 2019, hai mẹ con Phi Nhung đã không được gặp mặt và nữ ca sĩ còn hứa sẽ thực hiện một điều cho con gái của mình. Khi Phi Nhung qua đời, Wendy Phạm nghẹn ngào viết: "Mẹ ơi, mẹ về ở chơi với con một chút được không? Con muốn nghe giọng nói của mẹ và cảm nhận cái ôm của mẹ. Con muốn nhìn mẹ cười. Con muốn giữ chặt và không bao giờ để mẹ ra đi. Con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhiều đến thế nào." Fan club Phi Nhung nhắn nhủ người hâm mộ: "Cả nhà ơi, chị không muốn cả nhà khóc. Cả nhà giúp chị niệm Phật nhiều vào. Thấy nhiều người khóc là chị không đi được, không siêu thoát khổ vô cùng tận. Nên cả nhà thương chị thì niệm Phật, đọc kinh. Trong 49 ngày hồi hướng cho chị đi ạ. Và đừng khóc. Xin cảm ơn." Ca sĩ Phi Nhung sinh năm 1970 tại Gia Lai. Những ngày đầu chập chững bước vào nghề, giọng ca năm 17 tuổi hoàn toàn hát theo năng khiếu do chưa được đào tạo qua trường lớp. Có thể kể đến những ca khúc gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ như Bông Điên Điển, Nỗi Buồn Chim Sáo, Vọng Kim Lang, Phải Lòng Con Gái Bến Tre, Áo Mới Cà Mau. Năm 2002, bà Thu Dung gặp Phi Nhung ở Mỹ. Thời điểm đó, cô ấy là một trong những giọng ca nổi tiếng được yêu thích hàng đầu ở hải ngoại. Bà Thu Dung bất ngờ khi nhận được đề nghị thiết tha muốn về Việt Nam biểu diễn của Phi Nhung. Hầu hết nghệ sĩ hải ngoại về nước khi đã qua thời đỉnh cao. Riêng Phi Nhung đã chia sẻ với bà rằng cô khát khao được hát trước khán giả quê nhà dù đang được săn đón ở Mỹ. Từ một ngôi sao biểu diễn tại những sân khấu lung linh ở nước ngoài, về Việt Nam, Phi Nhung cùng anh em nghệ sĩ trải sâu khắp các tỉnh thành. Lúc đó bà Thu Dung thường tổ chức các show diễn kéo dài từ miền Tây đến miền Trung và ra Bắc.
sân khấu ở các tỉnh đôi khi chỉ dựng tạm bợ trên sân bóng, cánh đồng, thiếu đèn. Phi Nhung cũng không ngại, càng không than thở. Mỗi show diễn, ca sĩ ngôi sao như Phi Nhung thường được sắp xếp hát 3 bài. Nhưng khi khán giả yêu cầu, cô ấy sẽ hát thêm trong khi bản thân có quyền từ chối. Nếu không trân trọng khán giả, cô ấy sẽ không nhiệt tình như vậy. Bởi dù hát 3 bài hay 10 bài, ca sĩ cũng không thay đổi. Ngay từ ngày đầu về nước, cô ấy đã hòa nhập với đời sống của nghệ sĩ Việt Nam. Trong mắt mọi người, Phi Nhung giản dị, chân chất và hòa đồng. Bà Thu Dung nhớ, nhiều lần sau show diễn khuya, cả nhóm nghệ sĩ đi ăn, Phi Nhung đã bỏ chén đũa, đứng hát chay tặng khán giả khi được yêu cầu. Trước khi phải nhập viện vì mắc Covid-19, tôi xúc động trước hình ảnh Phi Nhung vừa nấu cơm từ thiện, vẫn hát vang trong bếp. Có thể nói cô ấy là ca sĩ bình dân, giản dị, hát mọi nơi với tâm hồn vô tư. Giọng ca đặc biệt và cách luyến láy không thể trộn lẫn. Trở về Việt Nam từ khi đang ở đỉnh cao của nghề và 20 năm qua, Phi Nhung luôn giữ được tên tuổi, vị trí trong dòng nhạc trữ tình, dân ca. Có thể nói cô ấy có giọng ca đặc biệt, có chút khàn và cách luyến láy riêng. Vì vậy, chỉ cần Phi Nhung hát chữ đầu tiên, giọng ca không thể trộn lẫn với bất cứ ai. Phi Nhung ra đi, nhạc dân ca trữ tình đã mất một giọng ca đẹp, chan chứa tình. Không ỷ lại tài năng, Phi Nhung thể hiện là người ham học hỏi, chịu quan sát và không ngại đón nhận những góp ý. Vốn xuất thân từ miền Trung, không thuận lợi để hát nhạc trữ tình, dân ca của miền Tây, nên cô ấy phải tập luyện chăm chỉ để hoàn thiện một bản thu âm. Trước khi nghe người khác góp ý, Phi Nhung đã khó tính với chính bản thân mình. Nhiều lần thu âm đến một giờ khuya, cô ấy vẫn nói với bà Thu Dung bằng giọng đầy nhiệt huyết. Con thấy chỗ này chưa ổn, mai má cho con lên phòng thu lại nhé. Bài hát kỹ thuật khó thế nào, Phi Nhung cũng cố chinh phục. Cô ấy cẩn trọng chuốt từng nốt, từng đoạn luyến láy. Trong quá trình thu âm, nhiều ngôi sao cá tính mạnh, không nghe góp ý của ai, kể cả nhạc sĩ, Phi Nhung thì không. Bà Thu Dung nhớ có lần cô ấy thu âm 3 ca khúc của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Ông góp ý Phi Nhung về cách luyến láy trong ca khúc. Thay vì giận, cô ấy hứa về nhà luyện thêm để hôm sau hát đúng ý tác giả. Chính vì sự cầu thị đó, hầu hết nhạc sĩ cảm thấy vui và thoải mái khi cộng tác với Phi Nhung. Không chỉ ca hát, Phi Nhung còn thể hiện sự đa tài khi có thể ca cải lương, diễn hài. Ai cũng biết hát cải lương đúng và hay không là dễ. Ấy vậy mà Phi Nhung chỉ được tiền bối hướng dẫn qua đã có thể hát ngọt ngào. Bà Thu Dung đã sản xuất nhiều vở cải lương do Phi Nhung đóng và đều hài lòng với sự thể hiện của cô ấy. Và bà tin khán giả cũng chưa ai chê khi Phi Nhung ca cải lương. Bà lính trên sân khấu hơn 20 năm, nhưng Phi Nhung cũng không tránh khỏi những sự cố hát ca khúc chưa trọn vẹn. Đó là điều bình thường với ca sĩ. Nhưng Phi Nhung luôn dằn vặt, cảm thấy mình có lỗi. Lần nào hát chưa tốt, cô ấy cũng chạy vào cánh gà khóc nức nở như đứa trẻ con. Cô ấy xin lỗi khán giả, nhưng vẫn sợ mọi người không thể bỏ qua cho mình. Tấm lòng hướng thiện. Không chỉ bà Thu Dung mà rất nhiều khán giả yêu quý Phi Nhung về tài năng, tấm lòng, sự vươn lên mạnh mẽ dù cuộc sống đối diện với nhiều chông gai. Vì vậy, giữa bà Thu Dung và Phi Nhung không chỉ là mối quan hệ công việc mà như người thân. Cô ấy gọi bà Thu Dung là má, xưng con. Những năm gần đây, sân khấu ca nhạc bị thu hẹp, show diễn giảm, bà Dung ít tổ chức show. Phi Nhung cũng tách hoạt động độc lập. Nhưng chỉ cần tôi gọi, cô ấy sẽ có mặt mà không đặt nặng cát xê. Vào dịp sinh nhật của bà Dung, Phi Dung bận đi diễn ở miền Tây, nhưng trở về thành phố Hồ Chí Minh, cô ấy vẫn đến nhà thăm và chúc mừng. Những hành động đơn giản đó đều cho thấy cô ấy là người sống có trước, có sau. Bà Thu Dung tin không chỉ có mình, rất nhiều đồng nghiệp đều quý Phi Nhung về tấm lòng chân thành đó. Hơn cả, bà Thu Dung để Phi Nhung ở lòng hướng thiện, nhận nuôi 20 em nhỏ khó khăn cơ nhỡ. Nhiều người có điều kiện, có tấm lòng, nhưng hiếm ai đủ quyết tâm làm như Phi Nhung. Nuôi 20 đứa trẻ, cho chúng ăn học đủ đầy, không phải việc đơn giản. Phi Nhung mất ở tuổi còn sung sức cống hiến cho nghề và xã hội là điều đáng tiếc. Nhưng thời gian đã qua, cô ấy đã sống cuộc đời ý nghĩa, trọn vẹn. Cô ấy ra đi, nhưng tiếng hát ngọt ngào, chan chứa tình
vẫn sống trong trái tim mọi người. Khoảng thập niên 1990, sự xuất hiện của cô ca sĩ giống Tây chuyên mặc áo dài, hát dân ca quê hương ngọt lịm như một hiện tượng làng nhạc. Thời điểm đó, môi trường Internet hoàn toàn khác hiện tại. Lượng thông tin vô cùng ít ỏi, càng không có mạng xã hội. Không ít khán giả còn tưởng Phi Nhung là Tây thật. Đâu biết cô gái con lai mẹ Việt bố Mỹ, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Pleiku. Phi Nhung và ước mơ để lại. Không có ai trong showbiz lại có nhiều con như Phi Nhung. Chỉ là mẹ của 24 người con, gồm một con ruột và 23 con nuôi. Chị mua thêm nhà cũng để mấy đứa con ở, chứ chị chỉ cần cái phòng, cái giường là đủ rồi. Phi Nhung từng nói, ra bên ngoài thì mình cũng không bằng ai, nhiều người làm mẹ còn giỏi hơn mình. Nên chị chỉ biết chăm lo cho các con của mình trong vòng tay, trong khả năng của mình. Chị dạy Wendy, con gái ruột của Phi Nhung, như thế nào thì dạy những đứa con khác cũng như vậy. Quan điểm của Phi Nhung là tùy vào độ tuổi mà có cách dạy con cho hợp lý. Đặc biệt, khi con bắt đầu lớn thì chị luôn dành thời gian tâm sự, an ủi, hỏi han như một người bạn để hiểu con hơn. Một trong những điều quan trọng nhất mà Phi Nhung lưu tâm khi dạy các con là phải đi học. Chị nói ngày trước chị không được học đến nơi đến chốn, nên bây giờ nhất định các con chị phải được học hành tử tế. Chị hiểu rõ nếu tự bươn chải mà thiếu nền tảng kiến thức thì sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống này. Thế nên khi nhận Cường làm con nuôi, chị đã nói với Cường, mẹ nhận con về để nuôi con đi học chứ không phải đi hát. Thực tế, từ ngày về sống chung với mẹ nuôi, Hồ Văn Cường cũng không đi hát nhiều như bạn bè đồng trang lứa. Đến nay, Cường đã là sinh viên đại học, điều mà không phải đứa trẻ khó khăn nào cũng có được. Trong chuỗi ngày diễn ra thị phi về mối quan hệ với Hồ Văn Cường, có lúc Phi Nhung thấy hối hận. Chị tâm sự, mình ăn học ít nên thật thà, thẳng thắn. Cứ nghĩ ai cũng như mình. Đem con lên mạng chỉ nghĩ đơn giản là nhờ cộng đồng mạng dạy con cho tốt hơn. Không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp ngoài tưởng tượng như thế. Chị hối hận về cách dạy con chưa tinh tế. Những ngày hai mẹ con giận nhau, chị là người làm hòa với Cường. Những ngày trước khi bị bệnh, Phi Nhung thường xuyên chia sẻ hình ảnh cả gia đình hòa thuận sau biến cố. Chị cũng hào hứng khoe Hồ Văn Cường thay đổi tích cực hơn, vui vẻ hơn và đùa giỡn với mọi người trong nhà, chứ không im lặng như trước nữa. Phi Nhung chia sẻ là chị hạnh phúc khi nhìn thấy các con lớn lên từng ngày. Những đứa trẻ mồ côi mà chị cưu mang không chỉ có một mái nhà mà còn được đến trường, được thực hiện giấc mơ của mình. Hạnh phúc đó khiến chị bỏ qua cả những cơ hội gầy dựng một mái ấm cho chính mình. Chị kể đã 12 năm, chị không hẹn hò với người đàn ông nào vì chị muốn dành trọn vẹn tình thương cho các con. Chị không muốn những đứa con của mình lại bị mẹ bỏ thêm lần thứ hai. Hơn nữa, tìm được một người đàn ông nghĩ giống mình và chịu chăm sóc cho bằng đó đứa con đâu phải dễ. Nên thôi vậy. Phi Nhung tâm sự. Nhiều con là thế, nhưng điều Phi Nhung sợ lại chính là làm phiền các con. Chị nói, nhiều người về già bán hết của cải về sống chung với con. Đó là điều không nên. Mình phải có một số tiền riêng, con không cần phải chu cấp. Mình có thể tự sống để không làm phiền con cái của mình. Với chị, nuôi dạy con chính là việc cố gắng để trở thành bạn của con. Đừng áp đặt quan điểm cá nhân vào các con, mà hãy lắng nghe, thấu hiểu và hướng dẫn các con đi đúng con đường. Mỗi người mẹ lại có một cách dạy con khác nhau. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, tình mẹ dành cho con vẫn bao la và xuất phát từ tận đáy lòng. Mẹ vẫn sẽ luôn bao dung và yêu thương những đứa con của mình. Vì thế, con cái hãy luôn ghi nhớ công dưỡng dục của cha mẹ. Phi Nhung trải lòng. Phi Nhung cứ vào phòng thu là khóc. Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung đã khiến nhiều nghệ sĩ nghẹn ngào. Ca sĩ Hồng Nhung nhớ lần cuối gặp Phi Nhung là tại một show diễn ở Mỹ. Ấn tượng của nữ ca sĩ về đàn chị là người phụ nữ tươi tắn, thân thiện và nhiệt tình. Hồng Nhung kể lại khi biết tin Phi Nhung qua đời ở tuổi 51, cô nghe đi nghe lại bài hát Cát Bụi rồi chuyển qua nhạc phẩm Như Cánh Bạc Bay. Sau đó cô bật khóc. Hồng Nhung nhớ về lần cuối cùng gặp đàn chị tại một show diễn ở Mỹ. Ấn tượng trong cô là giọng ca sinh năm 1970, thân thiện, nhiệt tình.
Sự ra đi của Phi Nhung khiến Hồng Nhung suy ngẫm nhiều về nhân tình thế thái, về thái độ sống trong cuộc đời. Nữ ca sĩ tâm sự, trận bể dâu do đại dịch gây ra đã lấy đi bao mảng sống, phủ một bầu không khí hoang tàn nơi nơi, mặc những tiếng khóc thấu trời mây. Vậy mà tối qua, tôi còn cằn nhằn vài chuyện trong ngày không như ý, giải la con cái. Giờ tôi rất xấu hổ về bản thân. Tôi nghĩ nhiều về Phi Nhung, về những người tôi quen biết trong 2 năm qua, đã khuất bên kia núi. Chung cảm xúc với Hồng Nhung, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, người có hơn 10 năm gắn bó với Phi Nhung trong công việc lẫn cuộc sống, cho biết từ trưa ngày 28 tháng 9, khi nữ ca sĩ mất, cô bủn rủn tay chân vì bất ngờ, thương xót. Cả buổi chiều, nữ nghệ sĩ bật lại clip, những phần ghi hình mà cô cùng với Phi Nhung từng hợp tác chung trong phim Ngồi ghế nóng game show. Ngoài trời mưa to, diễn viên Kim Chi kể cô vừa xem vừa khóc. Một giọng ca quá đẹp nhưng lại ra đi ở tuổi còn quá trẻ. Đến giờ tôi vẫn bàng hoàng về tin buồn quá đỗi đau xót này. Tôi chỉ ước thời gian quay trở lại, Phi Nhung được tiêm vaccine phòng Covid-19 hoặc bệnh tình nhẹ hơn. Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Nữ nghệ sĩ cho biết Phi Nhung mê sân khấu và thích đóng kịch. Mỗi lần gặp, nữ ca sĩ đều ngỏ ý muốn tham gia vở mới trên sân khấu của Trịnh Kim Chi. Thế nhưng mỗi lần Trịnh Kim Chi gọi để mời Phi Nhung thử vai, nữ ca sĩ đều từ chối vì quá bận, không sắp xếp được thời gian. Cô kể lại, Phi Nhung hay hỏi tôi khi nào sân khấu có vở kịch mới, nhớ mời cô qua đóng. Cô ấy nói, trước giờ em yểu điệu thục nữ, hát nhạc vàng, nên muốn thay đổi bằng việc đóng vai có cảnh đánh võ. Em biết múa kiếm. Tôi mới đùa và bảo, thế chị phải dựng vở nào có cảnh múa kiếm rồi mời em phải không? Phi Nhung cười rạng rỡ, tôi nhớ mãi nụ cười đó. Theo nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, trong những lần ngồi chung ghế giám khảo các cuộc thi về âm nhạc, cô có dịp hiểu rõ hơn tính cách của Phi Nhung. Diễn viên kể ngoài đời, Phi Nhung thật thà, dễ tin người, nên thường bị đồng nghiệp chọc ghẹo. Khi mọi người lật bài ngửa, nữ ca sĩ xấu hổ và đỏ mặt. Phi Nhung không kiểu cách, nghĩ sao nói vậy, vô tư lắm. Vì thế mọi người thương em nhiều. Dù kiên cường chiến đấu nhưng em không vượt qua được số mệnh. Mong rằng ở thế giới bên kia, em luôn vui vẻ, rạng rỡ và tiếp tục những hành trình thiện nguyện. MC Quyền Linh cho biết, ai đó nói làm thiện nguyện trong thời dịch là đánh cược mạng sống của mình. Quả thật, nhiều người đã qua đời. Và hôm nay, người em của tôi ra đi mãi mãi. Mọi người khóc tiễn đưa và luôn nhớ về em. Ra đi thanh thản nhá, em ơi. Nhạc sĩ Yên Lam, phụ trách ghi âm và làm nhạc các ca khúc của Phi Nhung, kể với Dinh, ngoài đời nữ ca sĩ là người hòa đồng, dễ chịu. Nhưng trong công việc, cô nghiêm khắc, chỉn chu. Khi bản thu hoàn chỉnh, giọng ca bông điên điển nghe lại nhiều lần và chủ động đưa ra ý kiến để hoàn thiện tác phẩm. Nếu chưa hài lòng, cô sẵn sàng chạy qua nhà Yên Lam vào lúc nửa đêm để chỉnh sửa đến lúc ưng ý. Hiện có một số bài hát Nhung đã thu âm nhưng tôi chưa phối được, hoặc vài bài khác thì tôi làm nhạc rồi nhưng vì dịch nên Nhung chưa thu âm được. Mọi thứ đang dang dở thì Nhung mắc Covid-19 rồi qua đời. Tôi sẽ gửi lại những sản phẩm đó cho ekip của Nhung. Nhạc sĩ nhớ lại mỗi lần thu âm bài hát mới, Phi Nhung vừa hát vừa khóc. Vì thế, trong những lần thu âm về sau, nhạc sĩ Yên Lam phải tắt đèn để không gian tối, lấy lại cảm giác cho nữ ca sĩ. Anh kể, đa phần nhạc của Nhung đều rất giàu cảm xúc, sâu lắng và chạm vào trái tim của người nghe. Mỗi lần hát trong phòng thu, Nhung đều khóc sướt mướt, thương lắm. Phi Nhung có tính cách hào sảng, chân chất. Những năm gần đây, Phi Nhung tham gia Ngồi ghế nóng của nhiều game show. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam là đạo diễn game show tài tử tranh tài mà giọng ca sinh năm 1970 làm giám khảo. Đạo diễn cho biết, khi đó chị Phi Nhung rất lo lắng và hồi hộp khi không biết giao tiếp thế nào để phù hợp với vị trí giám khảo. Tôi đã là gần động viên chị, là chỉ cần góp ý chân thành, thoải mái. Các tập đầu, chị Phi Nhung cũng ít nói. Về sau, chị mới tự tin hơn và trao đổi nhiều kinh nghiệm cho người chơi. Lần cuối đạo diễn Hoàng Nhật Nam gặp Phi Nhung là tại chương trình Ngôi sao đương thời cùng MC Thanh Bạch vào năm 2020. Cả ba tâm tình về chuyện buồn vui,
kỷ niệm của đời nghệ sĩ và gia đình. Khi ấy, Phi Nhung ngồi bên chiếc máy may để gợi nhớ các ký ức xưa cũ. 10 năm làm việc trực tiếp với Phi Nhung, MC La Thoại Phi kể đàn em là người dễ gần, hay chủ động bắt chuyện với đồng nghiệp. Theo nam MC, Phi Nhung có tính cách hào sảng, chân chất của người miền Tây, rồi sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk. Sau mỗi show diễn, Phi Nhung đều trích một phần cát xê để chia sẻ với nhân viên hậu đài, âm thanh, những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Nam MC bày tỏ, tôi từng nghĩ rằng những ngày sau giãn cách xã hội, khi mọi hoạt động văn nghệ được trở lại, sẽ hát trải qua nhà Phi Nhung để cùng soạn hợp đồng biểu diễn, rồi lại đi lên cục nghệ thuật biểu diễn để xin cấp phép. Lúc đó tôi sẽ nghe Nhung nói câu quen thuộc, đồ đệ đâu mà anh phải đi làm giấy tờ cực vậy anh Phi? Nhưng giờ thì tất cả đã không thể. Dù đang nguyện cầu rất nhiều cho Nhung, nhưng phải nói lời tiễn biệt em trong thời dịch bệnh. Phi Nhung dẫm đầy trông gai để thành danh. Nổi tiếng trong bối cảnh thập niên 1990, đồng nghĩa sự thành danh của Phi Nhung là hữu cơ. Tức là chỉ hát hay, khán giả mê, đĩa bán thật nhiều mới thành danh. 4 năm từ năm 1994 đến năm 1998, Phi Nhung tự tiếp thị bán đĩa, mà 15 CD in bao nhiêu thì bán sạch bấy nhiêu, được báo giới gọi là nữ hoàng băng đĩa. Đầu năm 2000, sự nổi tiếng của Phi Nhung vút lên cùng với Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh và Trường Vũ làm tứ trụ của làng nhạc hải ngoại. Sức hút của dòng bolero, dân ca quê hương vì thế mà tăng mạnh, bất chấp sự phát triển như vũ bão của tân nhạc thể hiện qua trào lưu làn sóng xanh trong nước. Nhiều người nói đời Phi Nhung vinh hiển, nhưng để vinh hiển, nữ ca sĩ từng bước đi trên đoạn đường dài đầy đau đớn và nước mắt. Phi Nhung bất hạnh từ nhỏ, đó là tuổi thơ không có bố, mẹ mất sớm, một mình nuôi em nhỏ trong những phút phương xa xa nào có hay, mà chiều nay con giấu mẹ nơi này. Ca khúc Trong Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi, nhạc sĩ Trương Quang Tuấn viết về đời Phi Nhung. Tuổi 17, Phi Nhung một mình sang Mỹ làm công nhân mưu sinh, mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng. Tuổi 20, chị trở thành mẹ đơn thân. Phi Nhung luôn ý thức mình là người hát, may mắn được khen hay, còn ngoại hình thì không hề đẹp. Thực tế, giọng nữ ca sĩ không xuất sắc, nhưng lạ mà người nghe nhắm mắt vẫn nhận biết là chị hát. Cũng có thể do đời nhiều đau thương mà giọng hát chị luôn nghe như sắp khóc một cách tự nhiên. Vì ý thức rõ bản thân, Phi Nhung không màng sĩ diện háo. Chị tự thu, tự in đĩa, tự tiếp thị bán đĩa cho mình. Chị kiên trì gửi bản thu của mình cho một trung tâm ca nhạc lớn ở hải ngoại trong 7 năm mới có hợp đồng chính thức. Khi có điều kiện khá hơn, Phi Nhung nhận những đứa trẻ mồ côi làm con nuôi. Chị vốn không có cha, mẹ mất sớm, sống những tháng năm lạnh lùng, tình yêu thương suốt thuở ấu thơ. Nên hơn ai hết, chị muốn các bé mồ côi có mẹ, biết niềm hạnh phúc khi có mẹ là thế nào. Chị nhận 10, rồi 18, 20, đến nay là 23 cháu nhỏ. Có một từ đánh giá về Phi Nhung khá đúng là đa mang. Dù áy náy với con gái ruột Wendy Phạm, chị vẫn không buông bỏ giấc mơ cứu người, giúp đời mà chị đã mang trong lòng lúc thời trẻ. Chị không nỡ lướt qua những đứa trẻ mồ côi, những người nghèo khó, và làm mọi thứ xem như nghiệp của mình. Ngấp nghé tuổi 50, Phi Nhung không mưu cầu đột phá gì trong sự nghiệp và danh tiếng nữa. Con gái chị đã có thể tự đi bằng đôi chân của mình trên đường đời. Cuộc sống chị xoay quanh đi hát, nuôi dạy con, làm từ thiện và tu tập Phật Pháp. Những tưởng cuộc sống bình dị như mình hằng mong, một sự kiện xảy ra khiến chương cuối cuộc đời của Phi Nhung phải viết lại. Phi Nhung luôn cười rất tươi khi được làm từ thiện. Sau khi một người phát tin đồn về một nhân vật được suy diễn là Phi Nhung, chị như mất tất cả sau một đêm. Không có cuộc điều tra, không có bất minh chứng hay là sự xác nhận nào. Người trong cuộc liên tục xin được yên, Phi Nhung vẫn bị đấu tố và kết tội. Người trẻ không biết chị là ai. Khán giả của chị nay ở cái tuổi không còn la cà mạng xã hội nữa. Vì thế, mạng xã hội suốt thời gian đó như khối thông tin xấu độc, tiêu cực khổng lồ, mà hầu hết là mũi dao một chiều nhắm về phía chị. Phi Nhung từng nói, thời gian sẽ chứng minh tất cả, sự thật sẽ được phơi bày. Nhưng liệu chỉ có đủ thời gian để chứng kiến khi trong vỏn vẹn một tháng nhập viện vì dương tính với Covid-19, chị đã chút hơi thở cuối cùng.
khoảng năm 2004-2005. Tin giả Phi Nhung qua đời từng làm dậy sóng khán giả trong nước, nhất là các tỉnh, huyện xa. Chiếc CD cắt ghép từ một video ca nhạc của chị khiến bao người rơi nước mắt. Hôm 28 tháng 9, khi Phi Nhung thực sự rời cõi tạm, mạng xã hội lại cuồn cuộn những chia sẻ đồng cảm, xót thương như đúng cái cách dòng chảy thông tin tiêu cực về chị trước đó. Đời vinh hiển và đắng cay của danh ca Phi Nhung. Hiện giờ, ai khiến Phi Nhung nên nông nỗi hay sự thật về những tin đồn không còn quan trọng nữa. Chị cũng không còn cách nào tự thanh minh cho mình. Những tâm tư còn nặng trĩu, những lời chưa kịp nói ra, có lẽ danh ca đã mang theo về thế giới bên kia. Và với dòng chảy thông tin của mình, mạng xã hội sẽ lắng tử khóa Phi Nhung sau 2 đến 3 ngày nữa. Nhưng người dùng mạng từng cay độc mắng chửi chị, rồi chia buồn khi chị ra đi, sẽ tiếp tục một trào lưu mới. Riêng với người hâm mộ Phi Nhung, một vì sao trên bầu trời nghệ thuật vừa tắt, họ chắc chắn ghi nhớ vì sao Phi Nhung tỏa sáng ở vị trí ấy và cách chỉ làm cho bầu trời nghệ thuật thêm lung linh. Chị vẫn vinh hiển, không ai có thể phủ nhận sự vinh hiển ấy với họ. Ca sĩ Phi Nhung qua đời không chỉ để lại hành trình thiện nguyện còn dang dở, lời hứa hẹn cuối cùng với con gái ruột mà còn khiến mấy chục trẻ mồ côi được chị nhận nuôi lại một lần nữa, mồ côi mẹ. Thông tin ca sĩ Phi Nhung đã chút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 28 tháng 9 tại Bệnh viện Chợ Giấy sau thời gian dài chống chọi với COVID-19 khiến đồng nghiệp và khán giả thương xót. Còn với con gái ruột của nữ ca sĩ Wendy Phạm và hơn 20 trẻ mồ côi được chị nhận nuôi thì đó là nỗi đau quá lớn. Wendy hiện đang sống ở Mỹ, còn 23 người con nuôi của Phi Nhung, một số sống cùng nhà với chị, số còn lại sống ở chùa Phước Lạc, tỉnh Bình Phước. Nữ ca sĩ qua đời, những đứa trẻ mồ côi được chị nhận nuôi, lại một lần nữa mồ côi mẹ. Nhiều người lo lắng Phi Nhung không còn nữa thì ai sẽ chăm lo cho những đứa trẻ mồ côi này. Trước khi qua đời, Phi Nhung luôn dành tình thương và chia sẻ về các con nuôi của mình. Nhà sĩ Nguyễn Văn Trung tiết lộ rằng trong câu chuyện với mình, nữ ca sĩ luôn lo lắng cho Hồ Văn Cường và các con nuôi. Một người mẹ luôn hết lòng yêu thương và dành những điều tốt đẹp nhất cho những đứa con của mình, cả những đứa trẻ không cùng máu mủ. Chị luôn hỏi em, có bài nào cho Cường không em? Có bài nào cho hai con gái của chị không em? Nam nhạc sĩ chia sẻ. Không riêng gì nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, nhiều người xót xa khi những ngày cuối đời ca sĩ Phi Nhung không được gần gũi các con. Cũng từng có thông tin cho rằng trong quá trình điều trị COVID-19 tại viện, khi nghe ai đó nhắc đến các con, nữ ca sĩ xúc động bật khóc. Ở thời điểm bệnh tình của Phi Nhung chuyển biến nặng, những đứa trẻ được Phi Nhung nhận nuôi đang sống tại chùa cùng sư cô thân thiết nhận được sự hỗ trợ từ ca sĩ tại hải ngoại, Gigi Phương Trinh. Trong clip sư cô gửi lời cảm ơn Gigi, các con nuôi của Phi Nhung bật khóc cầu cứu. Chúng con cảm ơn cô rất nhiều vì đã vì mẹ Phi Nhung mà tặng tiền cho chúng con, lo cho chúng con ăn học. Cô Gigi Phương Trinh ơi, mẹ Phi Nhung của chúng con đang bị bệnh nặng lắm. Ngày đêm chúng con chỉ biết tụng kinh cầu nguyện cho mẹ tai qua nạn khỏi. Bệnh tật tiêu trừ để về với chúng con nhớ mẹ nhiều lắm. Cô ơi, cô cứu mẹ Phi Nhung của chúng con đi, chúng con sẽ bơ vơ lắm, chúng con sẽ không biết sống thế nào nếu không có mẹ, sợ mẹ bỏ chúng con. Quá thương xót những đứa trẻ, ca sĩ Gigi Phương Trinh đã hứa sẽ phụ Phi Nhung lo cho tương lai của các bé. Nghe tiếng cầu cứu của các con Phi Nhung mà thấy mình bất lực, chỉ biết khóc chứ chẳng biết làm thế nào để đem mẹ Phi Nhung về nhà với các cháu. Trong chiều ngày 28 tháng 9, khi nhận tin buồn về người em thân thiết, Gigi có chia sẻ nhắn nhủ xúc động với nữ ca sĩ quá cố. Các con nuôi của em đã có chị lo. Nguyên văn lời chia sẻ của ca sĩ Gigi Phương Trinh, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ tuần trước khi bác sĩ báo tin buồn cho gia đình, nhưng chị vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật. Chị lịm người khi nghe tin em đã ra đi Nhung ơi. Chiếc khăn tang em đeo cho chị cách đây 2 năm khi ba mất, không ngờ có ngày chị lại phải đeo nó cho em. Cô tiên nữ tên Phi Nhung đã được kêu về trời, em về vui em nhé, nợ trần em đã trả xong, cũng như trả lại hết những lời cay nghiệt người đời đã dành cho em. Cô tiên trước khi bay về trời phải trải qua thử thách và em của chị đã làm rất tốt. Chị luôn tự hào về em, về con người cũng như tiếng hát Phi Nhung mà chị đã may mắn phát hiện cách đây 30 năm. Em ra đi thanh thản em nhé, không còn gì để vướng bận. Các con nuôi của em đã có chị lo, riêng Wendy sẽ luôn được che chở bởi bà ngoại và các dì cậu như bao nhiêu năm qua gia đình đã từng. Chị biết em đang khóc, đừng khóc nữa nhé, phải đẹp, phải cười thật tươi vì mình đang được rước về trời mà.
Đừng buồn, một ngày nào đó, chị em mình sẽ gặp lại nhau thôi. Thương em nhiều. Được biết, Gigi Phương Trinh đã quyên góp được 25.000 đô la trong tiệc sinh nhật của mình để gửi về Việt Nam cứu trợ đồng bào dưới tên Phi Nhung. Những chiếc xe cứu trợ mang tên Phi Nhung Hành Trình Không Gục Ngã đã đưa nhu yếu phẩm đến cho bà con và các mái ấm tình thương ở xa trung tâm thành phố. Trước đó, vào tháng 7 năm 2021, Phi Nhung dự tính về Mỹ đoàn tụ với con gái cũng như tái ngộ khán giả hải ngoại, nhưng cuối cùng lại chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh vì muốn thực hiện việc thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh. Phi Nhung và Gigi từng lên kế hoạch sẽ gây quỹ để ủng hộ tiền mua máy thở cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Mạng xã hội xôn xao, lần lượt chia sẻ thông tin Phi Nhung qua đời. Bên cạnh những lời chia buồn, tiếc thương của số đông, một số đối tượng tỏ thái độ vô cảm, thậm chí nhắc lại lùm xùm con nuôi của giọng ca Bông Điên Điển. Trước sự việc này, cư dân mạng vô cùng bức xúc, lên tiếng phản ánh trên các nền tảng mạng xã hội. Một tài khoản tức giận: bây giờ mà anti-fan còn vòng miệng mai là sao? Không còn nhân tính nữa à? Một người lên tiếng: sao có người vẫn cứ phải đi sân si ngay lúc mọi người đang đau lòng vậy chứ? Một khán giả bình luận: cô Phi Nhung cũng đi rồi, mọi người nên dừng lại những lời phán xét. Một tài khoản bày tỏ quan điểm: dù sao đó cũng là một mạng người, cô cũng đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ, xin chia buồn cùng cả gia đình. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên tiếng bảo vệ Phi Nhung, xin dân mạng đừng buông lời cay nghiệt với người đã khuất. Một chủ tài khoản chia sẻ: chị yên nghỉ, chuyện quá khứ của chị xin mọi người bỏ qua cho chị, xin mấy bạn anti-fan đừng nói chị nữa. Một người dùng bình luận: nghĩa tử là nghĩa tận, có ghét thì người ta cũng mất rồi, những lùm xùm trước đó chưa rõ đúng hay sai nữa, ai không thích thì lướt qua thôi, việc gì vẫn vào hơn thua với người đã khuất. Một cư dân mạng thì chia sẻ: nghệ sĩ cũng như ai, người ta cũng có gia đình, cũng là một sinh mạng. Khi họ sống, không cần biết họ đã làm gì. Nhưng khi họ bệnh đau và mất đi, không nên khẩu nghiệp trên nỗi đau của gia đình người ta như vậy. Ác mồm, ác miệng là sân si, là tạo nghiệp. Trưa ngày 28 tháng 9, Phi Nhung qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian điều trị COVID-19. Trước đó, nữ ca sĩ trải qua cuộc phẫu thuật lớn để điều trị tổn thương phổi. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực cứu chữa, cô đã chút hơi thở cuối cùng. Phi Nhung ra đi còn để lại tiếc thương cho rất nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp và người hâm mộ. MC Trấn Thành đã viết: tiếng hát Phi Nhung ra diết vì nó hát được đúc kết từ những vết xước của cuộc đời. Với những gì đã chứng kiến và trải qua cùng bạn, trong tôi, Phi Nhung là một người phụ nữ mạnh mẽ, trái tim luôn nhân hậu, và dù ký ức của bạn chỉ toàn những chảy chuộng và cay đắng, thôi thì buông bỏ, rũ sạch, hạnh phúc đón bạn phía trước, đau buồn bỏ lại sau lưng. Đất mẹ ôm lấy bạn, che chở bạn khỏi những bi ai của cõi trần. Tiếng hát và tình yêu thương của bạn vẫn luôn ở lại. Chị là một trong những danh ca người Việt Nam nổi tiếng trong và ngoài nước, chiếm được tình cảm yêu mến của hàng triệu người hâm mộ qua giọng ca ngọt ngào, ấm áp, được thể hiện qua những ca khúc trữ tình bolero. Cả cuộc đời của nghệ sĩ, Phật tử Phi Nhung đã dành cho các hoạt động nghệ thuật, từ thiện và nuôi trẻ mồ côi. Sự ra đi của chị đã để lại niềm tiếc thương cho hàng triệu người hâm mộ. Làng giải trí hải ngoại đau buồn khi hay tin Phi Nhung qua đời. Danh ca Thanh Lan tiết lộ câu nói của Phi Nhung khiến bà nhớ suốt đời. Trong clip được đăng tải trên kênh YouTube, danh ca Thanh Lan đã có dịp chia sẻ những kỷ niệm gắn liền với đàn em Phi Nhung. Thanh Lan kể, lần đầu tiên bà gặp Phi Nhung là ở Đức. Thời điểm đó, nữ danh ca có chuyến đi diễn tại quốc gia này và được bầu sôi sắp xếp ở cùng giọng ca Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Nhớ lại lúc ấy, giọng ca 73 tuổi này bày tỏ: Phi Nhung khi đó chưa nổi tiếng, nhưng lúc nào cô ấy cũng dễ thương. Cô ấy nhanh nhẹn, tươi tắn, gặp tôi là nói chuyện líu lo nên vui lắm. Khi trở về Mỹ, Thanh Lan thấy vui vì đàn em được tham gia biểu diễn ở nhiều nơi. Dù vậy, khi rảnh, giám khảo solo cùng bolero vẫn dành thời gian đến chơi, nghe nữ danh ca thu âm. Điều đó khiến giọng ca 73 tuổi thêm quý mến cô. Sau này, Phi Nhung chuyển hướng sang nhạc quê hương cổ nhạc. Đó là một quyết định đúng đắn và khôn khéo, vì trong lòng Phi Nhung là cả niềm yêu quê hương mãnh liệt, nên cô ấy hát câu nào là khán giả đều rưng rưng.
tôi rất vui mừng khi sự nghiệp của cô ấy tiến triển tốt đẹp. Bà cho biết. Nhắc về kỷ niệm với Phi Nhung, Thái Lan cho biết thêm, vào năm 2000, bà có tham gia vai Diệu, vở diễn Lá Sầu Riêng. Điều bà cảm thấy bất ngờ là Phi Nhung cũng góp mặt trong dự án với nhân vật này khi còn trẻ. Lúc tập dượt, tôi chỉ tập màn của mình thôi. Đến hôm quay hình, tôi gặp Phi Nhung. Tôi có hỏi thì cô ấy nói, em đóng vai Diệu. Không ngờ rằng cả hai đều đóng vai Diệu. Tôi cảm thấy rất thích thú khi cả hai cùng xuất hiện trên sân khấu và cùng đóng một nhân vật như vậy. Đó là kỷ niệm đẹp đối với tôi. Nữ ca sĩ bồi hồi cho biết. Nữ danh ca kể thêm trong một lần khác đi diễn, bà vô tình gặp Phi Nhung và một số nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, vì đang bận rộn với công việc riêng, nên bà không có tâm trạng để trò chuyện. Phi Nhung chạy đến hỏi tôi có khỏe không. Cô ấy đưa cho tôi số điện thoại, nói một câu cảm động mà đến giờ tôi còn nhớ. Chắc tại thấy tôi không được vui vẻ nên cô ấy hỏi, chị có cần em giúp gì không? Chị gọi em nhé. Chỉ một câu đó thôi mà tôi nhớ suốt đời. Mặc dù sau đó tôi không hề gọi hay nhờ gì Phi Nhung cả, nhưng nghệ sĩ đối với nhau vì tấm lòng. Chỉ câu nói đó thôi, tôi đã hiểu tấm lòng của cô ấy. Trên trang cá nhân, Quang Lê nghẹn ngào chia sẻ lại video song ca cùng Phi Nhung. Anh viết, mãi mãi thương chị, ra đi bình yên nhé. Khi hay tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời tại Việt Nam, Quang Minh cho biết ông đang bần thần và xót xa cho đồng nghiệp của mình. Tâm sự với báo Thanh Niên, nam nghệ sĩ chia sẻ, bản thân luôn theo dõi tình hình sức khỏe của giọng ca bỏ quê và mừng trong lòng khi nghe những thông tin tích cực về cô. Tuy nhiên hôm nay, anh lại vô cùng bàng hoàng khi biết tin dữ. Tiết lộ thêm về con người của Phi Nhung, Quang Minh trải lòng. Bây giờ tôi vẫn còn nghe tiếng cười của Phi Nhung mỗi khi anh em đi diễn show với nhau. Phi Nhung là một nghệ sĩ rất hồn nhiên, không kiêu kỳ và đi diễn lúc nào cũng vui vẻ hết. Nam nghệ sĩ còn chia sẻ, giọng ca con gái của mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ khi anh về Việt Nam hoạt động. Sau này Phi Nhung về Việt Nam thường xuyên có nói với tôi rằng, nếu tôi muốn gì cứ gọi cho Nhung, cô ấy luôn sẵn lòng vì Phi Nhung có mở trung tâm riêng. Từ Mỹ, ca sĩ Đan Trường tưởng nhớ Phi Nhung. Anh viết trên trang cá nhân, nghe tin Phi Nhung vừa qua đời, Đan Trường không dám tin. Cứ nghĩ Nhung gần như đang trở lại. Sao lại như thế này được chứ? Nhung ơi, an nghỉ nhé. Nhung sẽ mãi mãi sống trong tim mọi người. Xin chia buồn cùng gia đình của Phi Nhung. Bằng Kiều bày tỏ sự tiếc thương. Thương em, cầu nguyện cho em an yên nơi đất Phật. Nguyễn Hồng Nhung đau buồn chia sẻ, chị đi thanh thản nhé. Ở cõi Vĩnh Hằng, xin phù hộ Wendy và hai cháu cùng các con của chị nhé. Về phía Thanh Hà, nữ ca sĩ bồi hồi chia sẻ, vĩnh biệt em Phi Nhung, đã trả hết nợ trần. Đau lòng, nước mắt không ngừng rơi. Cả đời xây chùa không ai nói, một viên ngói vỡ, người người xăm soi. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ như Minh Tuyết, Hồng Đào, Hoài Tâm, Mạnh Quỳnh cũng không giấu được nỗi buồn khi được thông báo về sự việc. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả xúc động gửi lời chia buồn đến gia đình nữ ca sĩ và mong cô ra đi thanh thản vì đã hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời. Nghệ sĩ trong nước tiếc thương ca sĩ Phi Nhung. Tại Việt Nam, giới nghệ sĩ bàng hoàng khi nghe tin Phi Nhung qua đời. Trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Hà bày tỏ xót xa. Âu biết rằng sống chết vô thường, nhưng em không bao giờ tin lại nhanh đến vậy. Thương chị, cầu xin Đức Phật cho Phi Nhung được siêu sinh tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Chia sẻ với báo Thanh Niên, Cát Tường cũng bàng hoàng khi hay tin dữ. Nữ diễn viên cho biết mình bần thần và không tin được sự việc. Cô nói, không nói lên lời, cuộc đời sâu vô thường quá, không tin được. Xin khấn nguyện cho chị ra đi thanh thản, về với cõi Phật. Tiễn biệt chị Phi Nhung. Dương Đình Chí, con trai nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, xúc động bày tỏ, lần gặp gỡ cuối cùng với chị tại dịp lễ Phật đản năm nay, gia chị mời mẹ và các anh em trong gia đình tại chùa. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không khỏi đau lòng, mãi thương và nhớ chị.
Trong khi đó, nữ diễn viên Kylie cũng mong đàn chị yên nghỉ. Ngoài ra, viết trên trang cá nhân, Lộ Lộ, bà bầu của đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời nghẹn ngào viết: "Em thật sự không tin nữa, bầu ơi, đừng bỏ em." Song song đó, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng chia sẻ: "Vĩnh biệt giọng ca tình đời Phi Nhung. Mới năm ngoái cùng chia sẻ với chị những câu chuyện buồn vui, những kỷ niệm đời nghệ sĩ và gia đình với ngôi sao đương thời, với anh Thanh Bạch. Thở dài tiếc nuối khi hai tin chị đã rời gót tiên về miền cực lạc." Thông tin lễ tang ca sĩ Phi Nhung. Trong lễ cầu siêu được tường thuật trực tuyến, Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Chỉ sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã truy tặng bằng tuyên dương công đức cho Phật tử ca sĩ Phi Nhung. Bằng tuyên dương công đức có nội dung: Phật tử ca sĩ Phi Nhung, pháp danh Tuệ Bình, đã hát tận tụy quên mình giúp đỡ đồng bào bị F0 trong cuộc chiến chống Covid-19. Sự hy sinh của Phi Nhung là tấm gương sáng về hạnh tử bi, phụng sự nhân sinh. Trong buổi trò chuyện mới đây, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của nữ ca sĩ Phi Nhung. Nữ đại gia Bình Dương Nguyễn Phương Hằng tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều người với cuộc trò chuyện lúc 20 giờ mang chủ đề Chết là giải thoát. Trong buổi trò chuyện, bà Phương Hằng đã bày tỏ lòng thương tiếc với sự qua đời của nữ ca sĩ Phi Nhung. Ai trên đời cũng có một lần sống và một lần chết, cho nên người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận. Không ai mong muốn ai phải lìa khỏi cuộc đời, nhưng số phận không ai tránh trước được, đặc biệt là chúng ta không thể sống hay chết cho người khác được. Đó là mệnh của mỗi người. Bà Nguyễn Phương Hằng cũng cho biết thêm, khi Phi Nhung nằm ở bệnh viện Chợ Giấy, bà cũng nắm được thông tin nữ ca sĩ đang trong tình trạng rất nguy kịch. "Nghe được tin, tôi rất tiếc thương cho Phi Nhung. Cô ấy là một người phụ nữ đẹp, tài năng, nhưng bạc phận, không may mắc phải căn bệnh này." Nữ doanh nhân cũng nói đến câu chuyện có nhiều người đã dựng lên các tài khoản mạo danh bà với những lời lẽ ác ý dành cho ca sĩ quá cố. "Tôi không bao giờ là con người thiếu văn hóa và thiếu tình yêu thương nhân loại đến vậy. Tôi có trái tim. Tôi biết được nỗi khổ đau của người khác khi mất đi người thân và cũng biết được nỗi khắc khoải của người đó khi lìa bỏ cuộc đời này. Đừng vu oan cho tôi những điều mất đạo đức và chính các bạn đang gieo những nghiệp cho người khác, gắp lửa bỏ tay người. Đó là những điều từ sâu trong lòng các bạn nói ra, tự các bạn thể hiện tâm của các bạn không tốt, không lành." Đồng thời bà cũng khẳng định bản thân mình và cố nghệ sĩ Phi Nhung không hề có khúc mắc gì để bản thân có những suy nghĩ hay lời nói độc ác như vậy. "Tôi và cô ấy có gì mà cứ phải vu khống cho tôi những điều đó. Nếu tôi ăn ở không ra gì hay tâm không tốt, thì dù một phút giây thôi thì tôi cũng sẽ nhận hậu quả và các con tôi cũng sẽ lãnh những hậu quả do mẹ nó gây ra. Nên những ai buông lời này, người đó cũng mang tâm địa rất ác, gắp lửa bỏ tay người. Nhưng tôi đặc biệt không suy nghĩ điều gì nên lòng tôi rất thanh thản." Bà chủ Đại Nam mong rằng những người nổi tiếng sau khi mất đi có thể được yên nghỉ chứ không nên trở thành chủ đề để cộng đồng xôn xao bàn tán. "Phi Nhung và rất nhiều người đã không may qua đời trong đại dịch này. Hãy để Phi Nhung được ngủ yên." Vì hoàn cảnh đại dịch Covid-19 không về Việt Nam được, trước mất mát quá lớn, em trai ruột của ca sĩ Phi Nhung đành lập bàn thờ cho người chị xấu số nơi xứ người, dành lời tiễn biệt đầy xúc động. Rạng sáng ngày 29 tháng 9 giờ Việt Nam, em trai ruột của ca sĩ Phi Nhung đang sinh sống ở Mỹ đau lòng lập bàn thờ đơn sơ cho chị gái là ca sĩ Phi Nhung nơi xứ người. Không thể về Việt Nam đưa tiễn ca sĩ Phi Nhung, anh chỉ biết viết lời tiễn biệt chị gái lên trang cá nhân của mình. Trên bàn thờ đơn giản, chiếc khăn tang trắng đặt cạnh di ảnh với nụ cười tươi của ca sĩ Phi Nhung, khiến ai nhìn thấy cũng xót xa xúc động. Em trai cố ca sĩ Phi Nhung dành lời cho chị gái: "Chị yêu của em, hôm nay, ngày cúng đầu tiên của em dành cho chị. Em chỉ nấu những món ăn chị thích và mỗi lần chị em mình gặp hay ăn. Em không thể tin được điều này đã xảy ra. Em như một người từ trên trời rơi xuống vậy. Em cắt khăn tang cho chị như em cắt từng đoạn gan của em vậy." Lúc mới nghe tin Phi Nhung vĩnh viễn ra đi, người em trai này đã vô cùng suy sụp bàng hoàng. Anh viết: "Chị yêu của em, cuộc đời chị đã vất vả lắm rồi. Chị hãy yên nghỉ, em không tin đây là sự thật." Ai cũng biết hoàn cảnh gia đình Phi Nhung từ nhỏ đã chịu cảnh cha mẹ tứ bề. Phi Nhung là con lai, mẹ lấy chồng khác và có thêm những người em cùng mẹ khác cha. Do bố mẹ mất từ sớm, nên từ nhỏ, khi mới học lớp 6, Phi Nhung đã phải kiếm sống bằng nghề may để phụ mẹ nuôi các em.
cũng như là chỗ dựa tinh thần suốt nhiều năm qua cho các em. Khi Phi Nhung nằm bệnh viện, em trai xin nguyện giảm tuổi thọ để cầu mong cho chị tai qua nạn khỏi. Vì em chỉ có một người chị này thôi, em trai Phi Nhung viết. Trong khi đó, cũng tại Mỹ, Wendy Phạm, con gái ruột của Phi Nhung, đã đại diện gia đình đăng cáo phó cho người mẹ vắn số của mình. Hiện gia đình Phi Nhung đang gửi gắm nghệ sĩ Việt Hương tại Việt Nam lo mọi việc khi Phi Nhung qua đời. Việt Hương nói cô và gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ Phi Nhung và sẽ có thông báo chính thức sau khi các thủ tục được sắp xếp chu đáo. Quản lý ca sĩ Phi Nhung cũng cho biết tối 28 tháng 9, gia đình và thầy Thích Nhật Từ, trụ trì, đã tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm nữ ca sĩ tại chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Hà đăng tải clip Phi Nhung hát tặng khán giả dù đeo ống thở. Đi kèm clip, Quang Hà nghẹn ngào viết: "Trời ơi, những hình ảnh cuối cùng của chị vẫn lạc quan, vẫn yêu đời, vẫn hát, vẫn cười, vẫn lo cho mọi người khi hát. Bầu ơi em đừng khóc, mà sao nước mắt em tuôn rơi. Sân khấu cuối cùng của chị lại là trên giường bệnh. Có lẽ đến hơi thở cuối cùng thì chị vẫn còn yêu đời và mang đến cho đời sự lạc quan và đặc biệt tiếng hát tuyệt vời của chị. Con chim chỉ ngừng hót khi không còn nhịp đập con tim. Chọn một kiếp người cho nghệ thuật, cho ca hát. Em và khán giả mãi mãi nhớ tiếng hát của chị." Tối qua ngày 28 tháng 9, chùa Giác Ngộ đã tổ chức lễ cầu siêu và tưởng nhớ Phi Nhung. Một số người thân của Phi Nhung và Quỳnh Trang, con nuôi của nữ ca sĩ, đã có mặt. Quỳnh Trang chia sẻ: "Con xin cảm ơn các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa cho mẹ. Con cảm ơn khán giả khắp nơi đã yêu thương và cầu nguyện cho mẹ. Mẹ không còn nữa nhưng con tim mẹ thì vẫn rất cảm kích những lời động viên của mọi người." Đáng chú ý, tại buổi lễ cầu siêu, một sư thầy tiết lộ lý do Phi Nhung chưa tiêm vaccine. "Hôm đó, tại chùa, Phi Nhung đã ủng hộ gạo và lương thực cho chúng tôi. Khi gặp Phi Nhung, tôi có hỏi, con đã tiêm vaccine chưa? Lúc này Phi Nhung nói với tôi, con chưa tiêm, nhưng con đã nhường cơ hội tiêm đó cho một người khác. Vài hôm nữa con sang Mỹ đi hát, con sẽ được tiêm luôn." Nhưng đâu ngờ, vài hôm sau tôi nghe Phi Nhung nhiễm bệnh khi đi làm thiện nguyện. Phi Nhung thu âm "Hay ơi đừng qua sông còn dang dở" khi chưa phát hành thì cố ca sĩ đã ra đi mãi mãi. Bài hát như nói lên một phần số phận của cô, người nghệ sĩ chuyên chuyên. Bên cạnh những lời hát còn dang dở với cô con gái ruột, ca sĩ Phi Nhung cũng để lại cho đời nhiều khắc khoải khi chuẩn bị phát hành một ca khúc thì đã mãi ra đi. Trước khi nhiễm COVID-19, nữ ca sĩ đã thu âm ca khúc mang tên "Hay ơi đừng qua sông" nhưng chưa kịp phát hành. Lý do vì Phi Nhung chưa thực sự hài lòng với bản thu âm nên cô chưa vội ra mắt ca khúc. Cô dự tính sau khi hết dịch sẽ tiến hành thu âm lại. Vậy nhưng sau lần đi tình nguyện giúp đỡ, hỗ trợ bà con ở thành phố Hồ Chí Minh trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, cô không may nhiễm bệnh và ra đi mãi mãi. Giờ đây ca khúc ấy còn dang dở khiến người nghe vẫn thấy nghẹn lòng, bồi hồi khi nghe giọng hát của Phi Nhung. Nhạc sĩ Yên Lam là producer cho ca khúc này, khi nghe tin cố ca sĩ qua đời, anh không khỏi nghẹn ngào. "Hai ơi đừng qua sông" là bài hát cuối cùng nghe bạn thu. Nhạc sĩ Yên Lam kể anh và Phi Nhung từng có thời gian làm việc hợp tác với nhau khá nhiều dự án. Hai người có cộng tác chung trong vài game show âm nhạc như Sàn Chiến Giọng Hát, Ca Sĩ Ẩn Danh. Khi đó Phi Nhung ở trong ban giám khảo hoặc ban bình luận hay ca sĩ khách mời, còn nhạc sĩ Yên Lam là giám đốc âm nhạc. "Đừng vội qua sông, hai ơi, đừng vội qua sông. Đừng vội qua sông, sớm trưa kẻ chờ người trông." Lời hát khiến khán giả nghĩ như vận chính vào cuộc đời của Phi Nhung. Những ca từ trong phần thu âm ca khúc chạm đến trái tim của người nghe qua giọng hát ngọt ngào của Phi Nhung. Nhạc phẩm mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, thể hiện tâm trạng níu kéo tình yêu của một người con gái, trách chàng trai bỏ lại cuộc tình để đi cưới vợ. Tác giả Ngô Minh Tài, người sáng tác ca khúc này cho biết, cảm hứng sáng tác bài hát hồi đầu tháng 2, sau lần Phi Nhung dự tiệc sinh nhật anh và bị trêu, "Chị Nhung đừng đi lấy chồng." Tên nhạc phẩm được đặt theo cách người thân thường dành cho ca sĩ là "Hay ơi". Ekip của ca sĩ cho biết sẽ gửi bản thu sang Mỹ làm master, sau đó phát hành MV tưởng nhớ chị. Trước đó nhạc sĩ Ngô Minh Tài còn sáng tác cho Phi Nhung các bài "Dạ lỡ", "Thanh xuân em đợi", "Sắc xuân Việt", "Giữa trời hoa rơi". Dù ở thị trường Việt Nam hay hải ngoại, tiếng hát của ca sĩ Phi Nhung vẫn luôn chạm đến trái tim của khán giả. Trong suốt những năm tháng mang tiếng hát đến cho cuộc đời, Phi Nhung không ít lần gây xúc động với các ca khúc bolero trữ tình về tình yêu, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Những ngày đầu đi hát, cô nhận được sự giúp đỡ của ca sĩ Gigi Phương Trinh và bắt đầu chinh phục khán giả ở thị trường hải ngoại.
Những năm gần đây, Phi Nhung trở về Việt Nam hoạt động nhiều hơn và tham gia nhiều chương trình về ca nhạc. Sự ra đi của Phi Nhung là một nỗi mất mát không thể bù đắp đối với các khán giả yêu mến giọng ca ngọt ngào, đầy tâm sự của cô. Là một trong những ca khúc đình đám do nhạc sĩ Phan Ni Tấn sáng tác, Phải Lòng Con Gái Bến Tre được nhiều ca sĩ thể hiện thành công. Đáng chú ý, Phi Nhung là giọng ca hiếm hoi tạo dấu ấn riêng, khiến khán giả phải nhớ tên cô mỗi khi nhắc đến ca khúc này. Nữ ca sĩ từng phát hành MV Hóa Thân Thành Thiếu Nữ thời kỳ trước, đóng cặp cùng diễn viên Cao Minh Đạt, Phi Nhung gây ấn tượng bởi nét đẹp thanh thoát cùng với gương mặt khả ái. Thời điểm này, giọng hát của nữ ca sĩ được công chúng yêu mến và đánh giá cao. Căn nhà màu tím là một bài hát trữ tình được Phi Nhung và Mạnh Quỳnh song ca vô cùng thành công ở thị trường hải ngoại. Giọng ca ngọt ngào sâu lắng cùng với sự ăn ý với người tình sân khấu giúp cả hai truyền tải nỗi lòng của nhạc sĩ Hoài Linh, Loan Thảo khi nhắc về ngôi nhà màu tím đầy hoài niệm. Với bài hát Con Gái Của Mẹ, mẹ thường bảo con thân gái đục trong, mai kia mốt nọ con đi lấy chồng là những ca từ xúc động khi Phi Nhung cất tiếng hát đầu tiên. Không chỉ trình diễn đơn ca thành công, nữ ca sĩ còn kết hợp với nhiều nghệ sĩ và gây được tiếng vang. Điển hình Phi Nhung và nghệ sĩ Phượng Liên từng lấy nước mắt khán giả khi thể hiện trọn vẹn tâm sự mẹ con trước những bước đường trọng đại của đời người. Với chất giọng rất riêng cùng với cách luyến láy đặc trưng, Phi Nhung chiếm trọn tình cảm của khán giả. Nghe nhạc Phi Nhung, khán giả không chỉ cảm được vẻ đẹp của giai điệu, của giọng hát, mà ẩn sau đó là những tâm tình, những lời thủ thỉ nghẹn ngào của người hát. Gần 30 năm đứng trên sân khấu, Phi Nhung nhận được rất nhiều tình yêu thương của khán giả, đặc biệt ca khúc Bông Điên Điển được xem là một trong những ca khúc hay nhất của Phi Nhung. Qua giọng ca của nữ ca sĩ, sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương khiến người nghe không khỏi chạnh lòng với nỗi nhớ quê, nhớ cha mẹ nhưng bị ngăn cách. Cô từng khiến các nghệ sĩ xúc động khi trình diễn ca khúc này trong chương trình Ký Ức Vui Vẻ. Sầu Tím Thiệp Hồng là ca khúc quen thuộc với những người yêu nhạc bolero, từng được Phi Nhung và Mạnh Quỳnh thể hiện rất thành công. Cả hai từng gây chú ý và nhận được sự yêu thích của khán giả khi cùng song ca sáng tác này của nhạc sĩ Hoài Linh cách đây 3 năm trong chương trình solo cùng bolero. Trên trang cá nhân, Xuân Lan vừa hé lộ những dòng tin nhắn cuối cùng của Phi Nhung trước khi nữ ca sĩ qua đời. Trong nội dung được hé lộ, ngoài những trăn trở về chuyện từ thiện, Phi Nhung cũng có những tâm sự về các con nuôi mà khi theo dõi ai cũng không khỏi xúc động. Cụ thể là giọng ca Phải Lòng Con Gái Bến Tre chia sẻ đến hiện tại, cô không muốn nhắc đến hai từ con nuôi vì các con đã lớn hết rồi. Phi Nhung tâm sự với đàn em, chị sợ các con tủi thân, đi đâu ai cũng nói con nuôi. Con năm đứa mới được 2, 3, 4 và 6 tuổi, tụi nhỏ ở với chị lúc 1 ngày tuổi. Nó đang nghĩ chị là mẹ ruột. Đi học có đứa chọc là con mồ côi, về khóc quá chừng. Nên chị muốn im lặng cho các con có cuộc sống bình thường, dù lớn lên tính sau. Đối với nữ ca sĩ, điều khiến cô sợ nhất là việc các con bị tổn thương. Chia sẻ của Phi Nhung khiến nhiều người không khỏi xúc động. Một số khán giả bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng mà nữ ca sĩ dành cho các con. Một tài khoản bình luận, đọc muốn rớt nước mắt luôn, thương chị. Người xem khác chia sẻ. Màn Nhung đã khép lại, cuộc sống quá mong manh, rớt nước mắt. An nghỉ chị nhé. Một ngày buồn, một ngày tiếc đau thương, một ngày khóc cho một người ra đi, giờ chỉ còn lại những ký ức đẹp đẽ cho đời, cho người. Tiếng hát ra diết vang vọng mãi, không bao giờ quên. Xuân Lan cho biết đoạn tin nhắn đó là cuộc trò chuyện giữa cô và Phi Nhung, song nữ siêu mẫu từ chối chia sẻ thêm. Liên quan đến Phi Nhung, sự ra đi của nữ ca sĩ khiến giới nghệ sĩ và nhiều khán giả không khỏi bàng hoàng. Bên cạnh đó, một số người đau lòng khi các con của giọng ca Áo Mới Cà Mau giờ lại mất đi điểm tựa. Mới đây nhất, tỷ phú Hoàng Kiều gây chú ý khi tuyên bố sẽ nuôi dưỡng các con của nữ ca sĩ đến khi trưởng thành. Ông chia sẻ, việc mà lo nuôi nấng các bé mồ côi này đã nhen nhóm trong tôi từ khi tôi biết bệnh tình của Phi Nhung trở nặng. Những chi tiết cụ thể thì chúng tôi sẽ lên kế hoạch, nhưng vấn đề chính hiện tại để giúp cho các em được an toàn trong cơn đại dịch này. Quý vị đang theo dõi tin tức 24 giờ nóng nhất. Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại, chủ đề về ca sĩ Phi Nhung vẫn được rất nhiều người quan tâm. Đặc biệt, câu chuyện về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng sau 6 ngày Phi Nhung qua đời đã bất ngờ lên tiếng. Vậy Phan Thị Bích Hằng nói những gì? Tại sao lại được dân tình chú ý đến vậy? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Vào tối ngày 3 tháng 10, trên Facebook cá nhân, Phan Thị Bích Hằng, người được cộng đồng mạng gọi là nhà ngoại cảm, đã bức xúc chia sẻ hình ảnh một số bài viết đưa thông tin sai sự thật kèm theo lời cảnh cáo. Họ lại gắn tên tôi vào những điều nhảm nhí. Hãy để cho Phi Nhung an yên về cõi lành. Đừng tạo khẩu nghiệp nữa các bạn ạ. Nam Mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát Đại Chứng Minh.
Theo đó, một số trang tin đã cố tình bịa đặt thông tin về Phan Thị Bích Hằng với nội dung liên quan đến Phi Nhung. Cụ thể, họ tự cho rằng bà Bích Hằng từng nói rõ lý do cố ca sĩ chưa thể về với Đức Phật là do còn nặng gánh với chốn trần gian. Tuy nhiên, trên thực tế, Phan Thị Bích Hằng chưa từng có bất cứ phát ngôn nào về sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung. Vậy nên bà Hằng mong muốn những ai đang đưa tin sai sự thật hãy dừng lại để Phi Nhung được an yên về với cõi vĩnh hằng. Trước thông tin bà Bích Hằng chia sẻ, công chúng bày tỏ sự khó chịu, nhanh chóng để lại bình luận trách móc những người đã đưa tin sai sự thật về nhà ngoại cảm. Giá danh người khác đăng bậy, chúng không còn tính người nữa rồi, khốn nạn quá, thật đức thế thì cái giá trả theo luật nhân quả đắt lắm đấy. Họ xem thường nghiệp báo nên khẩu nghiệp chuyện người. Toàn dựng chuyện câu like, may mà có chị Bích Hằng đính chính. Chết rồi cũng không được yên, hỏi tại sao người sống không đấu đá nhau cơ chứ? Buồn cho người dân Việt Nam, buồn hơn là cái mạng xã hội này dễ gây ra bất hòa dân tộc. Trước đó, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cũng từng bị một số kênh YouTube đưa tin bịa đặt liên quan đến kết quả điều trị của Phi Nhung. Nhận thấy rõ tính nghiêm trọng của sự việc, có thể gây tổn hại đến uy tín, danh dự và làm phiền hà đến ca sĩ, bà Bích Hằng lập tức đăng đàn đính chính. Có thể thấy, do bà Bích Hằng là nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn, được nhiều người quan tâm, nên một số thành phần xấu đã mượn tên tuổi, hình ảnh và giả mạo phát ngôn của bà nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Hành động này rất đáng lên án và tẩy chay quyết liệt. Quay lại với những diễn biến mới nhất về chi phí và thủ tục để đưa thi hài Phi Nhung sang Mỹ. Được biết, con gái ca sĩ Phi Nhung rất mong được đón thi hài mẹ sang Mỹ để an táng. Vậy những chi phí và thủ tục này có đắt đỏ hay không? Con gái Phi Nhung sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền để có thể lo liệu và hoàn tất hậu sự cho mẹ? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp nhé. 12 giờ 15 phút ngày 28 tháng 9, ca sĩ Phi Nhung ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng người hâm mộ. Tính đến thời điểm hiện tại, con gái ruột duy nhất của cố ca sĩ đã chịu cảnh xa mẹ suốt 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Những ngày qua, Wendy Phạm thất thần và suy sụp trong vòng tay của người thân mỗi lần dự lễ cầu siêu cho mẹ. Cô mong được nhận thi hài của mẹ về Mỹ an táng. Nhưng xin cho mẹ con là mẹ của con lúc này thôi được không? Mẹ con suốt một đời vất vả, lo cho con, lo cho các em, và mấy tháng nay mẹ con ở lại nước Việt Nam để cùng mọi người chống dịch. Giờ mẹ con nằm xuống rồi, con không cần một anh hùng, con cần mẹ. Xin giúp con, xin mọi người giúp con. Mẹ con đã sống cho mọi người rồi, giờ cho con xin lại mẹ con. Wendy Phạm cũng bày tỏ. Việc đưa thi hài từ Việt Nam sang Mỹ sẽ phải trải qua rất nhiều thủ tục khác nhau, nhất là giữa thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo thông tin trên trang điện tử Tổng lãnh sự quán Mỹ của thành phố Hồ Chí Minh, thì trong trường hợp quyết định chuyển thi hài người quốc tịch Mỹ về nước để chôn cất, chi phí cho việc ướp xác và vận chuyển bằng đường hàng không sẽ vào khoảng từ 12.000 đến 18.000 đô la Mỹ, tương đương 260 triệu đến 400 triệu đồng, hoặc có thể nhiều hơn, tùy thuộc vào giá vé máy bay và dịch vụ của công ty mai táng. Còn chi phí cho việc chôn cất, thiêu và chuyển cho cốt về Mỹ cũng phải vào khoảng 3.500 đến 8.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 80 triệu đến 180 triệu đồng. Tuy nhiên, để tiến hành việc này, trước hết cần phải hoàn thành hai thủ tục là giấy báo tử và giấy chứng tử. Trường hợp của ca sĩ Phi Nhung qua đời ở thời điểm này, thủ tục sẽ càng phức tạp hơn. Vào sáng ngày 4 tháng 10, theo giờ Việt Nam, Tracy Phương Trình, bạn thân của ca sĩ Phi Nhung, chia sẻ những hình ảnh ngày cúng tuần đầu tiên cho nữ ca sĩ ở Mỹ. Cô đi cùng với ba con trai đến chùa và nhận khăn tang từ dì Út, là dì ruột của Phi Nhung. Ngoài Tracy Phương Trình, ca sĩ Thanh Thảo, Bằng Kiều, Justin Nguyễn cũng có mặt. Không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc đau buồn đến nhói tim khi mà dì Út đeo khăn tang trắng lên đầu cho chị. Em của chị đã ra đi thật rồi. Nhìn di ảnh của em trên bàn thờ mà nước mắt cứ rơi. Cả tuần qua, chị đi đến đâu ai cũng nhắc và thương tiếc em. Có những người chưa hề quen biết em mà họ cũng khóc mấy ngày liền khi nghe tin em mất. Tracy Phương Trình đau buồn chia sẻ. Chứng kiến Phi Nhung trưởng thành và nổi tiếng từ khi còn là cô gái chất phác, tới lúc có cả triệu khán giả yêu mến và theo dõi tin buồn vì sự ra đi. Tracy Phương Trình bày tỏ tình yêu thương của khán giả mà Phi Nhung có được là tài sản quý giá nhất, lớn hơn rất nhiều vật chất có thể mua được bằng tiền mặt. An nghỉ em nhé, em có thể cười tươi được rồi đó, nữ ca sĩ bày tỏ. Con gái Phi Nhung, Wendy Phạm, đứng cạnh bàn thờ của dì ảnh mẹ. Các nghệ sĩ tới lễ để chắp tay thành tâm khấn nguyện cho nữ ca sĩ. Mâm cơm cúng được bày biện gọn gàng, tươm tất và đơn giản. Tracy Phương Trình cho biết lễ cúng tuần đầu được tổ chức trong phạm vi gia đình nên không thông báo rộng rãi ra ngoài. Các nghệ sĩ hoặc là bạn của Phi Nhung muốn đến cúng những tuần sau có thể liên lạc với cô để sắp xếp.
Trong lễ cúng, con gái Phi Nhung và người thân cùng với các thầy đọc kinh cầu siêu để linh hồn của nữ ca sĩ siêu thoát. Dù sống ở Mỹ, gia đình và người thân của Phi Nhung cố gắng làm đầy đủ các nghi lễ quan trọng theo văn hóa truyền thống của người Việt, giúp cho vong linh nhận thức được mình đã mất và nhanh chóng siêu thoát. Wendy cùng một người thân túc trực tại tỉnh xá Giác An để sửa soạn cúng thất đầu cho ca sĩ Phi Nhung. Dù chuẩn bị trước tinh thần, Wendy Phạm cũng không giấu được nỗi đau buồn khi mà mẹ qua đời. Họ gặp nhau lần cuối vào dịp Noel 2019, lúc Phi Nhung về Mỹ để thăm con, sau đó dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu. Do vậy, Wendy chỉ có nguyện vọng duy nhất là được nhìn thấy thi hài của mẹ lần cuối ở Mỹ trước khi hỏa táng. Dù chỉ có một mình ở Mỹ, Wendy không lẻ loi trước sự mất mát lớn này. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè của Phi Nhung, trong đó có Trixie Phương Trinh, luôn bên cạnh hỗ trợ lo hậu sự cho mẹ. Thanh Thảo cho biết, vẫn chưa thể tin ca sĩ Phi Nhung đã qua đời. Chị chia buồn và mong Wendy Phạm giữ gìn sức khỏe. Tại Việt Nam, lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung dự kiến diễn ra vào sáng ngày 4 tháng 10 năm 2021, tức 28 tháng 8 năm Tân Sửu theo âm lịch, tại Tu viện Khánh An, đã bị hoãn do dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Đại diện gia đình cho biết, chương trình sẽ được thực hiện vào thời gian thích hợp và có thông báo sau. Do vậy, những người thân của ca sĩ Phi Nhung mong mỏi thay vì gửi hoa đến viếng, bạn bè đồng nghiệp, người hâm mộ có thể gửi sữa cho các con của Phi Nhung. Những ngày qua, nhiều bạn bè đồng nghiệp thân thiết của Phi Nhung đều đã ghé đến nhà riêng để gửi tặng vòng hoa viếng, thắp nén hương đưa tiễn cố ca sĩ lần cuối. Ngoài ra, không ít vòng hoa viếng được gửi từ phương xa bởi những người yêu mến Phi Nhung. Đây đều là tấm lòng và sự yêu thương của mọi người dành cho giọng ca Bầu ơi đừng khóc. Tuy nhiên, vì số vòng hoa đến viếng quá nhiều và trong nhà cũng không còn chỗ để nữa. Và để tránh lãng phí, quản lý truyền thông của Phi Nhung đã chia sẻ mong muốn. Theo ý nghĩ chủ quan của tôi thì vòng hoa đã rất nhiều rồi. Nhà chị đang không đủ chỗ. Thay vào đó, mình có thể quy đổi vòng hoa thành mua sữa gửi cho các con của chị Phi Nhung. Chắc chị sẽ vui lắm. Nguyện vọng này của ekip cố ca sĩ ngay lập tức được ủng hộ. Nhiều người đã gửi sữa, gửi tiền để mua sữa cho các bé. Đại diện phát ngôn của cố ca sĩ chia sẻ, anh chắc chắn điều này sẽ được Phi Nhung ủng hộ vì hơn ai hết, Phi Nhung luôn mong muốn những điều tốt nhất, thiết thực nhất cho các con của mình. Khán giả cũng bất ngờ với việc người thân quyết định chọn khoai lang để làm lễ cúng cho Phi Nhung. Tuy nhiên, như người nhà chia sẻ những ngày còn nằm trên giường bệnh, Phi Nhung nói với các bác sĩ chị thèm được ăn một củ khoai lang luộc. Ước nguyện của chị giản đơn là thế mà vẫn chưa thực hiện được. Đây cũng là lần đầu tiên con gái ruột của Phi Nhung Wendy Phạm có những chia sẻ về mẹ đầy xót xa. Cô viết trên trang cá nhân, xin cho mẹ con là mẹ của con lúc này thôi được không? Mẹ con suốt một đời vất vả lo cho con, lo cho các em và mấy tháng nay mẹ con ở lại nước Việt Nam để cùng mọi người chống dịch. Giờ mẹ con nằm xuống rồi, con cần mẹ. Mẹ con cũng hứa với con xong việc mẹ con sẽ về. Xin mọi người giúp con. Mẹ con đã sống cho mọi người rồi, giờ cho con xin lại mẹ của con. Do tình hình dịch bệnh COVID-19, Wendy chưa được gặp mẹ gần 2 năm qua. Những ngày mẹ chiến đấu với tử thần, cô không thể ở bên để động viên, chăm sóc. Tháng 7 vừa qua, Phi Nhung có kế hoạch về Mỹ để thăm con gái, nhưng chuyến đi bị trì hoãn. Giờ đây, đã gần một tuần kể từ khi hai mẹ con cách biệt âm dương, Wendy vẫn chưa được gặp mẹ lần cuối. Lễ tưởng niệm cho nữ ca sĩ vào ngày 4 tháng 10 được thông báo hoãn lại để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Không có ai trong showbiz lại có nhiều con như Phi Nhung. Chị là mẹ của 24 người con, bao gồm một con chuột và 23 người con nuôi. Chị mua thêm nhà cũng để mấy đứa con ở, chứ chị cần cái phòng, cái giường là đủ rồi. Phi Nhung từng nói, ra bên ngoài thì mình cũng không bằng ai, nhiều người làm mẹ còn giỏi hơn mình, nên chị chỉ biết chăm lo cho các con của mình trong vòng tay, trong khả năng của mình. Chị dạy Wendy như thế nào thì dạy những đứa con khác cũng như vậy. Quan điểm của Phi Nhung là tùy vào độ tuổi mà có cách dạy con cho hợp lý, đặc biệt khi con bắt đầu lớn thì chị luôn dành thời gian tâm sự, an ủi, hỏi han như một người bạn để hiểu con hơn. Một trong những điều quan trọng nhất mà Phi Nhung lưu tâm khi dạy các con là phải đi học. Chị nói ngày trước chị không được học hành đến nơi đến chốn, nên bây giờ nhất định các con của chị phải được học hành tử tế. Chị hiểu rõ nếu tự bươn chải mà thiếu nền tảng kiến thức thì sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thế nên khi mà nhận Cường làm con nuôi, chị đã nói với Cường mẹ nhận con về để nuôi con đi học chứ không phải để đi hát. Thực tế, từ ngày về sống chung với mẹ nuôi, Hồ Văn Cường cũng không đi hát nhiều như bạn bè đồng lứa. Đến nay, Cường đã là sinh viên đại học, điều mà không phải đứa trẻ khó khăn nào cũng có được. Trong chuỗi ngày diễn ra thị phi về mối quan hệ của Hồ Văn Cường, có lúc Phi Nhung thấy hối hận, chị tâm sự. Mình ăn học ít nên thật thà thẳng thắn, cứ nghĩ ai cũng như mình. Đem con lên mạng chỉ nghĩ đơn giản là nhờ cộng đồng mạng dạy con cho tốt hơn, không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp ngoài tưởng tượng như thế. Chị hối hận về cách dạy con chưa tinh tế.
Những ngày hai mẹ con giận nhau, chị là người làm hòa với Cường. Những ngày trước khi bị bệnh, Phi Nhung thường xuyên chia sẻ hình ảnh cả nhà hòa thuận sau khi biến cố. Chị cũng hào hứng khoe Hồ Văn Cường thay đổi tích cực hơn, vui vẻ hơn và đùa giỡn với mọi người trong nhà chứ không im lặng như trước. Phi Nhung chia sẻ là chị hạnh phúc khi nhìn thấy các con lớn lên từng ngày. Những đứa trẻ mồ côi mà chị cưu mang không chỉ có một mái nhà mà còn được đến trường, được thực hiện giấc mơ của mình. Hạnh phúc đó khiến cho chị bỏ qua cả những cơ hội gây dựng một mái ấm cho chính mình. Chị kể đã 12 năm qua chị không hẹn hò với người đàn ông nào vì chị muốn dành trọn vẹn tình thương cho các con. Chị không muốn những đứa con của mình lại bị mẹ bỏ thêm một lần nữa. Hơn nữa, tìm được một người đàn ông nghĩ giống mình và chịu chăm sóc cho bằng đó đứa con đâu phải dễ, nên thôi vậy. Nhiều con là thế, nhưng điều mà Phi Nhung sợ hãi chính là làm phiền các con. Theo chị, nhiều người về già bán hết của cải về sống chung với con. Đó là điều không nên. Mình phải có một số tiền riêng, con không cần phải chu cấp, mình có thể tự sống để không làm phiền con cái của mình. Với chị, nuôi dạy con chính là việc cố gắng để trở thành bạn của con. Đừng áp đặt quan điểm cá nhân vào các con mà hãy lắng nghe, thấu hiểu và hướng dẫn các con đi đúng con đường. Mỗi người mẹ lại có một cách dạy con khác nhau. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, tình mẹ dành cho con vẫn bao la và xuất phát từ đáy lòng. Mẹ vẫn sẽ luôn bao dung và yêu thương những đứa con của mình. Vì thế, con cái hãy luôn ghi nhớ công dưỡng dục của cha mẹ. Ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 28 tháng 9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh sau một tháng điều trị COVID-19. Phi Nhung sinh vào ngày 10 tháng 4 năm 1970 tại Pleiku, tỉnh Gia Lai, có cha là người Mỹ và mẹ là người Việt. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phi Nhung chỉ được học đến lớp 6 rồi chuyển sang làm nghề may mặc để kiếm sống. Sau đó mẹ ruột Phi Nhung lấy chồng và có thêm 5 người con. Năm 1982, mẹ của Phi Nhung qua đời khi cô mới 12 tuổi. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Phi Nhung phải về ở với ông bà ngoại. Cô phải làm lụng kiếm tiền chăm sóc 5 đứa em cùng mẹ khác cha và mấy đứa cháu. Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng Phi Nhung đã có ước mơ trở thành ca sĩ. Năm 1989, Phi Nhung qua Mỹ làm nhiều nghề và cô bén duyên với ca hát. Lúc nhỏ, Phi Nhung đã thích nghe những bài cải lương và dân ca. Điều này đã thể hiện trong những nhạc phẩm cô hát sau này. Từ năm 2002, Phi Nhung chính thức được phép trở về biểu diễn tại Việt Nam và trở thành ca sĩ độc quyền của Trung tâm Ban nhạc Rạng Đông vào năm 2005. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác, từng được tôn vinh tại giải Mai Vàng 2018 do báo Người Lao Động tổ chức ở hạng mục ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất. Thưa quý vị, chúng ta không được lựa chọn sống bao lâu. Điều duy nhất chúng ta được chọn là sống như thế nào. Và Phi Nhung đã làm được điều như vậy. Sống cho đi, không màng vì lợi danh, trả hết nợ đời ở chốn trần ai. Bây giờ có lẽ Phi Nhung đã trả hết nợ trần, vậy xin hẹn lại kiếp sau được sống. Thay mặt ekip và những người thực hiện chương trình, xin được thắp nén hương lòng, tiễn biệt nữ ca sĩ tài hoa Phi Nhung.